Phải biết, Trần Phi hiện thân thể hôm nay cường độ nhưng mà đã đạt đến đủ để sánh bằng tầm thường trung phẩm pháp khí trình độ, cho nên đừng xem hắn bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cước chân đạp, có thể uy lực này chân thực hãy cùng trung phẩm pháp khí không có bất kỳ khác biệt. Không, không, đừng, không muốn. Đừng đạp, cầu, van cầu ngươi đừng đạp, bổn công tử không dám, đừng đạp. Phốc suy, mà vậy Chu Long trực tiếp là bị Trần Phi mấy đá này cho đạp đầu óc quay cuồng, thương tích khắp người, thậm chí thiếu chút nữa không để cho hắn trọng thương bất tỉnh đi. Rốt cục thì sắc mặt tái nhợt hù được cầu xin tha thứ. Đừng đạp, ngươi nói không đạp bổn động chủ cũng không đạp, ngươi là thứ gì, dám ra lệnh ta. Trần Phi cười lạnh nói, lại là một cước hung hăng đạp cho đi. Nửa bên ngực đều là trực tiếp đem đạp lõm rơi vào, nhìn mọi người tại đây đó nhất định chính là một hồi da đầu tê dại, khó mà chấn định lại. Ta, trời ạ, lão gia, cái này, tên này là tới thật à. Vậy Chu Long coi như là lại uất ức, lại phế vật, nhưng hắn vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới thực lực vẫn còn là đặt ở kia, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ đường đường một vị luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ đều sắp bị Trần Phi mấy đá này đạp phải đi gặp Diêm La gia. Cái này họ Trần, là thật không có hạ thủ lưu tình à. Cả người thương tích khắp người, vô cùng thống khổ bây giờ, vậy Chu Long thiếu chút nữa cũng sắp muốn khóc lên. Hắn là thân phận gì địa vị gì, ở đó Vân Long Sơn Hắc Phong tử dưới sự che chở, chưa từng nhận khuất nhục như vậy cùng tội lớn. Nhưng bây giờ coi như là lại cho hắn thiên đại lá gan, tên này vậy chân thực không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt càn rỡ, chỉ có thể là mắt khóc rưng rưng cầu xin tha thứ cầu. Van cầu ngươi, đừng đạp, thả qua ta. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ Ưng Giản Hạp bên trong khu vực nổi danh coi trời bằng vung hạng người, bây giờ lại có thể ngay trước bọn họ cái này nhiều người mặt mà. Như vậy khuất nhục hướng vậy Trần Phi cầu xin tha thứ, như vậy cảnh tượng, đơn giản là làm mọi người tại đây đều có loại không chân thật ảo mộng cảm. Không có biện pháp, ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn dặm khu vực trong phạm vi, có vậy Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử chỗ dựa. Coi như là uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 cường giả, vậy sợ rằng cũng không dám không cho Chu Long mặt mũi. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, tên này từ khi ra đời tới nay có bị sửa chữa như vậy thảm qua? Đừng nói là vậy mọi người tại đây một mặt thần sắc đờ đẫn, rung động đến giống như là pho tượng vậy, coi như là vậy Lạc Bàng, hiện vào lúc này đều có chút sắc mặt cứng ngắc nói không ra lời. Hiển nhiên, hắn là thật không có nghĩ đến, cái này họ Trần. Cái này cái gọi là minh thần động động chủ lại có thể thật dám coi thường bọn họ Vân Long Sơn uy nghiêm đến như bây giờ trình độ. Họ Trần, ta thừa nhận ngươi quả thật lợi hại, bất quá, ngươi nếu là bởi vì làm cái này liền dám liền ta Vân Long Sơn cũng không nhìn đi, ngươi sẽ hối hận, tuyệt đối. Hồi lâu sau, mới gặp hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phi uy nghiêm nói. Trần Phi mặc dù so hắn lợi hại, khá vậy còn chưa đến nỗi có thể đem hắn nghiền ép. Cho nên hắn bây giờ còn dám có khí phách nói chuyện. Phải không? Có thể nghe được như vậy, Trần Phi chẳng qua là hơi lãnh đạm quét hắn một cái, liền vung tay lên, lòng bàn tay ở giữa hiện ra hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa, ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một chuôi ngọn lửa kiếm, nồng nặc sát ý phong tỏa ở đó run lẩy bẩy Chu Long trên mình, hờ hững nói, vậy theo ngươi như bây giờ nói, ta có phải hay không hẳn trước đem hắn làm thịt, dù sao lương tử cũng đã kết, ừ. Rào rào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhìn được ngay tức thì có một cổ khí lạnh từ vậy cột xương sống lê lết cọ nhanh chóng vào tới thiên linh cái. Da đầu tê dại không dứt, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt thật là giống như là ở xem một cái đổi tai, một cái coi trời bằng vung người điên. Không, không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta à. Mà đang cảm thụ đến Trần Phi vậy cổ hờ hững, sát cơ nồng nặc, vậy Chu Long trực tiếp là bị sợ xón đái. Sắc mặt tái nhợt chiến nguy nguy cầu xin tha thứ. Ngươi dám, vậy Lạc Bàng chính là trên mặt thần sắc đột nhiên một nghiêm túc, nhìn về Trần Phi ánh mắt có chút run rẩy hổn hển nói. Ánh mắt kia nhìn như, nhưng là có chút luống cuống. Hụ hụ hụ, Trần Động Chủ, cái này Chu Long dù sao cũng là Hắc Phong tử trưởng giáo đệ tử quan môn, mọi người oan gia nên cởi không nên buộc, ngươi xem cái này đánh cũng đánh, nếu không cứ tính như vậy chứ. Gặp sự việc vượt nháo càng lớn. Vậy Hồng Sư Đạo Nhân rõ ràng mình không ra mặt là không được. Đứng ra nói. Dẫu sao ngày hôm nay sân này, cái này yến hội hắn có thể mới là chủ nhà, cho nên nếu như Vân Long Sơn Chu Long các người thật ở hắn cái này đã xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định không trốn thoát liên quan.
vậy Hắc Phong Tử cũng không phải là một cái sẽ cùng ngươi nói phải trái chủ nhân. Nếu Hồng Sư động chủ ra mặt, vậy ta Trần Phi tự nhiên phải hơn cho ngươi mặt mũi này. Bất quá bây giờ ta Minh Thần động cùng bọn họ Lương Tử coi như là đã kết làm, đây nếu là tùy tiện liền đem người cho thả, ngày khác Vân Long Sơn ồ ạt Hưng Sư động chúng chạy tới hỏi tội, nên làm thế nào cho phải. Nghe vậy, Trần Phi nhìn về vậy Hồng Sư đạo nhân ánh mắt híp một cái, cười rất quỷ dị nói. Lấy hắn hiện nay thực lực, coi như là cái gọi là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cũng có thể hơi đấu một trận, có thể cái này Vân Long Sơn nhưng không giống nhau, chính là có chút cơ chân nhân cảnh cường giả trấn giữ siêu cường thế lực. Loại trình độ đó tồn tại dĩ nhiên là không bình thường, cho nên ở hắn kế hoạch chưa hoàn toàn bày trước khi tới, đường đột cùng vậy Vân Long Sơn không chết không thôi, ngược lại cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động. Cho nên hắn bây giờ liền chuẩn bị đem cái này Hồng Sư đạo nhân kéo xuống nước. Dẫu sao có câu nói tốt, bọn họ Minh Thần động cùng vậy Hồng Sư động nhưng mà, một nhà. Cũng đều là vậy Tử Viêm cung dưới quyền 13 động phủ một trong à. Mà nghe được Trần Phi lời này vừa ra miệng, vậy Hồng Sư đạo nhân trên mặt thần sắc trực tiếp là ngay tức thì cứng lại. Cảm tình tên này bây giờ là ở đào hố cùng hắn Hồng Sư đạo nhân hướng bên trong nhảy. Hắn trước tình huống thương hoảng hốt dưới, cũng chỉ cân nhắc đến Vân Long Sơn bên này. Lại không nghĩ rằng Trần Phi lại có thể như vậy tâm tư xảo trá, trực tiếp là đào một cái hố cùng hắn Hồng Sư đạo nhân hướng bên trong nhảy. Dẫu sao nói 1.000-10.000 lời, bọn họ Hồng Sư động, Minh Thần động đều là Tử Viêm cung dưới quyền 13 tòa động phủ một trong, là trên danh nghĩa người một nhà. Mà vậy Vân Long Sơn cùng Tử Viêm cung quan hệ, chỉ sợ là kẻ ngu đều hiểu, một núi không thể chứa hai cọp, nước lửa bất dung. Mà hắn mới vừa rồi nếu là không nói chuyện khá tốt, ngày đầu cũng chính là một hai bên không giúp bên nào, nhưng bây giờ hắn lời này vừa ra miệng, Trần Phi thuận thế đem quả banh ra đá cho hắn, thì lập tức đem trận được căn bản là không lời có thể nói. Bây giờ loại chuyện này, đều đã ra mặt, luôn không khả năng lại để cho hắn mặt dày phủi sạch sẽ liên quan chứ. Đây nếu là truyền tới Tử Viêm cung cao tầng trong lỗ tai, không chừng những tên kia sẽ nghĩ như thế nào. Nhằm vào Vân Long Sơn phương diện này, bọn họ gần đây đều là cực độ nhạy cảm. Nhưng vấn đề là bây giờ chuyện này hắn nếu là quản lý, trước không nói trong lòng của hắn nhất định có thể so với nuốt con ruồi còn khó chịu hơn, điển hình bị bán còn chỉ có thể ngoan ngoãn giúp kỳ sổ tiền, điểm chính là hắn coi như là muốn quản, lấy cái gì quản. Bây giờ Trần Phi cũng sắp đem vậy Chu Long cho đánh cho thành nhược trí, hắn chẳng lẽ còn có thể để cho Hắc Phong Tử không hưng sư động chúng, hướng vậy Minh Thần động. Hướng vậy Trần Phi trả thù. Hắn cũng không phải là vậy Hắc Phong Tử cha ruột, đối phương dựa vào cái gì nghe hắn. Thậm chí vậy Hắc Phong Tử thật nếu là phát giận lên, coi như là hắn Hồng Sư đạo nhân, vậy được đàng hoàng đứng dựa bên, tránh được xa xa. Nhưng mặc dù lời là nói như vậy, hắn Hồng Sư đạo nhân sau lưng yêu thú cấp 2 hậu kỳ cao thủ, lại là Tử Viêm cung dưới quyền 13 động phủ một trong động chủ, hắn có thể coi thường như vậy thân phận sao? Hắn dám để cho vậy Tử Viêm cung cao tầng lúc này nghi kỵ hắn sao? Nghĩ đến đây, vậy Hồng Sư đạo nhân chỉ cảm thấy mình giống như là ngã tám đời huyết môi, sắc mặt xanh mét nhìn về vậy giống vậy sắc mặt vậy rất khó coi Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng, cắn răng chật vật nói, Lạc trưởng lão, ngày hôm nay chuyện này. Ta cảm thấy là các người không ổn ở phía trước, không bằng, chỉ như vậy cho ta Hồng Sư đạo nhân một cái mặt mũi, mọi người trước hết tính như vậy chứ. Lời vừa nói ra, vậy Lạc Bàng nghe thiếu chút nữa muốn một cái tát trực tiếp hô Hồng Sư đạo nhân trên mặt, tức miệng mắng to người hắn ma là ngu si sao. Bọn họ bây giờ đều bị Trần Phi đánh cho thành như vậy, một cái thương tích khắp người, một cái thiếu chút nữa thành ngu đần, CMN ngươi bà ngoại liền cái này còn là bọn họ không ổn ở phía trước. Có thể hắn lời này cũng chỉ có thể là ở trong lòng mắng mắng, bởi vì là không có biện pháp, hắn cũng biết Hồng Sư đạo nhân đây là bị vậy họ Trần chó má xuống bộ. Không có biện pháp, không thể không đứng ra. Nếu không, sau này sợ rằng vậy Tử Viêm cung đối với bọn họ Hồng Sư động thái độ, liền phải đổi. Bọn họ Vân Long Sơn có thể không sợ Tử Viêm cung, nhưng vấn đề là vậy Hồng Sư đạo nhân, dám không sợ sao? Cho nên người sau bây giờ đã là cưỡng ép bị vậy Trần Phi cột vào trên một cái thuyền, phải cùng bọn họ Vân Long Sơn tạm thời đi lên phía đối lập. Nếu Hồng Sư động chủ cũng tự mình lên tiếng, vậy chúng ta Vân Long Sơn. Tự nhiên được cho ngươi mặt mũi này. Chuyện hôm nay, cứ định như vậy đi. Sau đó, liền gặp vậy Lạc Bàng bất đắc dĩ cắn răng nghiến lợi nói.
hắn không như thế nói, sợ là ngày hôm nay đều khó từ nơi này Hồng Sư động bên trong còn sống đi ra ngoài. Chớ xem thường Hồng Sư đạo nhân còn có vậy Lạc Bàng hiện vào lúc này tỏ thái độ, bởi vì là, lấy bọn họ hai người tầng thứ cùng thân phận, tuy chưa đến nỗi nói gì một bãi nước miếng một cái đinh, nhưng rất lâu, đều là cùng bọn họ ra mặt, uy danh nơi quải câu. Nếu như sau chuyện này đổi ý, chỉ là bên ngoài nói bóng nói gió liền tuyệt đối đủ để làm bọn họ tiêu đầu khó khăn ngạch. Nhất là Hồng Sư đạo nhân như vậy một động đứng đầu, lời nói ra nếu là bị người nói xạo, 10 có 8 9 sẽ thanh danh giảm lớn, quan hệ đến ra mặt. Đến bọn họ loại này chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong trong phạm vi một động đứng đầu tầng bên trên, đầu tiên là xem sống chết, thứ hai chính là xem mặt mặt. Nếu như ngay cả mặt mũi tử đều không người cho, vậy còn phối hợp cái giám à? Sau này ai mạnh ngươi? Mà vậy Lạc Bàng nơi lời nói ra cũng là đạo lý giống nhau. Hắn nhưng mà đường đường Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, chính miệng lời nói ra há có thể làm nói xạo. Cho nên, Trần Phi thiết lập cái này cái hố mặc dù to xem có chút hoang đường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là nhất định có ràng buộc năng lực. Ít nhất dầu gì, có thể hơi tranh thủ, trì hoãn một ít thời gian cũng là tốt à. Chỉ cần hơi có thể tranh thủ, trì hoãn đến một ít thời gian, đừng nói cái gì luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Coi như là vậy Vân Long Sơn cái gọi là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, hắn vậy một chút đều không coi vào đâu. Bởi vì là hắn có chính là âm chiêu mà và biện pháp đối phó. Bất quá, hắn vẫn còn là cần một chút xíu thời gian. Tốt lắm, tốt lắm. Mọi người không đánh nhau thì không quen biết, bây giờ đánh xong, tiếp tục tham ăn tham uống đi. Ngày hôm nay không phải Hồng Sư động chủ tiệc mừng thọ sao? Gặp vậy Lạc Bàng tạm thời bị buộc lựa chọn cúi đầu. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, nói. Như vậy vừa ra, đều không nói vậy Lạc Bàng, coi như là vậy cách đó không xa mọi người nghe vậy, cũng là từng cái theo bản năng không kềm hãm được nhìn chung quanh một cái phế tích, sắc mặt đồng loạt không hẹn mà cùng cổ quái, khác thường. Còn như vậy Hồng Sư đạo nhân lại là sắc mặt âm trầm, xanh mét tới cực điểm. Cái này hắn mà còn tham ăn tham uống cái giám à, còn có thứ gì là không làm đập. Cái này hắn mà còn tiệc mừng thọ. Tang lễ còn không sai biệt lắm. Mà vậy Lạc Bàng nghe vậy dĩ nhiên cũng là thiếu chút nữa bột miệng mắng chửi người, bất quá bây giờ loại chuyện này, ở biết Trần Phi lợi hại sau đó, hắn vậy không như vậy lá gan. Sau đó liền gặp hắn trực tiếp tùy tiện tìm một cái nghe cũng không nghe rõ nát vụn mượn cớ, và vậy Chu Long liền ảo não cút đi. Còn sót lại mọi người thấy tình cảnh này nhìn lẫn nhau, ai còn có cái gì tâm tư đợi tiếp nữa. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là bọn họ cũng không muốn bị động cuốn vào, dính vào đến như vậy nước đục chính giữa. Vì vậy rối rít vậy tìm lý do rời đi. Loại thời điểm này, loại chuyện này kiện, bỏ mặc ai thắng ai thua, tóm lại trốn xa một chút là đúng. Không thể rước họa vào thân, tự tìm phiền toái. Vì vậy những tên kia rối rít giống như tránh ôn thần vậy, có thậm chí xem đều không dám nữa xem Trần Phi một cái, nhanh chóng rời đi. Chỉ có vậy Thanh Xà lão nhân ở lúc rời đi phảng phất là có chút trần chờ vậy, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, yên lặng chốc lát, lúc này mới chậm rãi rời đi, cũng không biết hắn trong lòng kết quả đang suy nghĩ gì. Coi như là vậy hôm nay chủ nhà, Thọ Tinh Công, gặp nguyên bản hắn Hồng Sư động đại điện, bây giờ trong phế tích, một mảnh trống rỗng, người lục tục đi sạch sẽ, cũng là liền nổi giận tâm tư cũng không có, ước gì Trần Phi cái này sát tinh sớm một chút cút, cút được càng xa càng tốt. Bởi vì làm sau đó, hắn chỉ sợ cũng muốn tiêu đầu khó khăn ngạch. Sự việc làm thành như vậy, vậy Vân Long Sơn sẽ lúc này thôi mới là lạ. Nằm mơ còn không sai biệt lắm, đến lúc đó, hắn kết quả nên xử lý như thế nào cùng chỗ đứng đâu. Buồn à, thật buồn. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm dặm nguyên kim thiềm động, hiện minh thần động động phủ bên ngoài sơn môn, có hai đạo thân ảnh chậm rãi từ vậy cách đó không xa núi ở giữa tiểu đạo xuất hiện, chậm rãi bước lên bên này. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia tất cả mặc trước có thể che giấu đầu trường bào, cả người trên dưới toát ra yếu ớt yêu quang, cuồn cuộn phun trào, liên miên thành mảnh, cho dù là cũng không có tận lực triển lộ ra, ước chừng chẳng qua là như vậy tùy tùy tiện tiện lộ ra, liền lại làm người ta có dũng khí kiềm chế cùng run sợ cảm giác. Đủ để có thể gặp, cái này hai vị tuyệt không phải cái gì người bình thường, mà là thực lực và lực lượng cũng tương đương đáng sợ. Ừ, đến chỗ rồi à. Sau đó liền gặp vậy trong đó một đạo thân ảnh dần dần đem vậy che giấu ở cái mũ trên đầu vén lên, lộ ra một bản và loài người bình thường tu sĩ hơi không giống khuôn mặt,
màu da bụi đất xanh, miệng rất lớn, trên môi càng là có hai cái long lanh trong suốt râu dài. Chỉ gặp hắn xa xa ngắm nhìn vậy Minh Thần Động cửa động phủ, có chút ánh mắt phức tạp, cũng có chút ánh mắt mang theo mong đợi, tự lẩm bẩm, hy vọng cái này Minh Thần Động động chủ, có thể đừng làm chúng ta thất vọng à. Hụ hụ hụ, ho khan, hụ hụ hụ, Thương Khôn, vô dụng, ta đây chính là thiên hạc yêu độc, hơn nữa còn là trúc cơ chân nhân cảnh giới thiên hạc yêu. Đừng nói là vậy cũng không biết từ đâu xuất hiện hạng người vô danh, ho khan, liền, coi như là hắn thật có luyện đan sư cấp 3 thực lực, thì có thể làm gì? Ho khan, hụ hụ hụ, người cảm thấy luyện đan sư cấp 3 là có thể rõ ràng thiên hạc yêu độc sao? Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Một đạo thân ảnh khác run lẩy bẩy đem vậy che giấu ở cái mũ trên đầu vén lên, lộ ra một bản quai hàm cực lớn màu xanh đậm khuôn mặt, không giống loài người, hốc mắt to lớn. Theo lý thuyết nên cho người cảm giác lấp lánh có thần, rất có uy hiếp. Nhưng bây giờ, cặp mắt kia trong lại có một tầng bẩn thứ màu trắng, cho đem bao phủ, lộ vẻ được tử khí trầm trầm, không có chút nào sức sống. Được rồi, Lam Kình, chúng ta trước không phải cũng nói xong rồi sao? Người bây giờ tới nói gì ủ rủ nói. Vậy được gọi là, Thương Khôn, miệng rộng lớn, trên môi có hai cái dịch thấu trong suốt râu dài ông già lập tức sụ mặt, nói. Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết, cách đó không xa liền truyền đến một đạo nghiêm khắc tiếng hò hét. Đem lời nói thanh cắt đứt. Người nào, đây là ta Minh Thần Động Sơn môn nơi quan trọng, người nhàn rỗi chớ xông. Một người mặc đồng giáp luyện khí tầng 7 Minh Thần Động tu sĩ trực tiếp mang một đội người vây lại, không khách khí chút nào nói. Lạnh lùng nhìn Thương Khôn, Lam Kình hai người. Hừ, có thể thấy tình cảnh này. Sau đó vậy quai hàm cực lớn màu xanh đậm khuôn mặt cụ già nhưng trực tiếp là sắc mặt lạnh nhạt trùng trùng hừ lạnh một tiếng. Ngay tức thì, tựa như là búa nện gõ tim như vực sâu như biển áp lực tàn nhẫn khơi thông ở đó luyện khí tầng 7 Minh Thần Động tu sĩ trên mình, khiến cho được hắn ngay tức thì sắc mặt đại biến, trên mặt màu máu khoảnh khắc ở giữa cởi sạch sẽ, con người đều bắt đầu run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy giống như là có một tôn tuyệt thế đồ sộ hung hoành ở trước mặt hắn, cái loại đó áp lực, loại khí thế này, thật là làm người ta sắp tan vỡ, còn người ánh mắt cũng sắp tan giả. Coi như là hắn có luyện khí tầng 7 cảnh giới tu vi, hiện vào lúc này cũng không có lực, sợ hãi thành như vậy. Sau lưng hắn những cái kia tu vi yếu hơn thuộc hạ, đang đối mặt như vậy kinh khủng hơi thở, sẽ phản ứng như thế nào, có thể tưởng tượng được. Chẳng qua là trong nháy mắt. Vậy luyện khí tầng 7 tu sĩ sau lưng thuộc hạ liền ngã trái ngã phải, cả người run rẩy, sụi lơ trên đất, trong ánh mắt hiện ra cực độ hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Vèo! Lam Kình ngươi làm gì? Mau dừng tay, bất quá sau đó vậy khí tức kinh khủng nhưng ngay tức thì lập tức biến mất, chỉ gặp đôi môi kia có hai cái dịch thấu trong suốt râu dài ông già tốc độ phản ứng cực nhanh, ngay tức thì để ngang Lam Kình trên mặt, đem bá đạo, kinh khủng hơi thở ngăn chặn. Thấy tình cảnh này. Vậy quai hàm vô cùng là rộng lớn Lam Kình ánh mắt một lần, cuối cùng vẫn là rút lui đi khí thế, lắc đầu nói, những đứa nhỏ này quá miệng không ngăn cản, cho hắn một cái dạy bảo, cũng tốt. Lấy hắn thân phận cùng tầng thứ, coi như là bị thương trúng độc, có thể ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực, lại có bao nhiêu người dám giống như mới vừa rồi như vậy đối với hắn hô to gọi nhỏ. Lam Kình, người còn như vậy ta có thể phải tức giận. Nói xong rồi ngày hôm nay phải đem ngươi cái này thúi nóng này thu liếm chút, ngươi còn như vậy, người ta không muốn giúp chúng ta, làm thế nào? Nghe vậy đôi môi kia trên có hai cái dịch thấu trong suốt râu dài ông già, Thương Khôn, trực tiếp là sắc mặt có chút trầm xuống, giọng trách cứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn biết mình cái này bạn già chi cho nên bây giờ sẽ nóng nảy như thế bạo, không phải bởi vì là cái khác. Cũng chỉ là bởi vì là người chúng không chỉ kỳ độc, trong lòng phát hoảng, mới có thể như vậy. Nhưng vấn đề là lời mặc dù nói như vậy, nhưng đạo lý cũng không phải đạo lý này. Phải biết dẫu sao bọn họ ngày hôm nay nhưng mà đi cầu người, nhưng mà loại thái độ này, là cầu người thái độ sao? Như nếu đổi lại là có người như vậy tới, cầu, bọn họ, không trở mặt cũng đã coi như là rất tốt, còn trông cậy vào sẽ giúp bọn họ. Vậy cũng có thể sao? Giúp. Cũng phải hắn có năng lực giúp à. Nghe vậy vậy Lam Kình lại hơn nữa đôi câu, chẳng qua là ở tiến lên đón mình bạn già quả thật có chút mất hứng ánh mắt, liền ánh mắt kia bắt đầu né tránh, lời nói càng ngày càng yếu ớt. Nghe vậy thấy vậy, vậy Thương Khôn trong lòng than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái,
chợt nhìn về vậy thần sắc khủng hoảng, chẳng biết lúc nào đã cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cả người không có sức, sụi lơ ngồi dưới đất miệng to thở hổn hển. Minh thần động luyện khí tầng 7 tu sĩ cả đám ngựa miễn cưỡng trên mặt nặn ra một nụ cười, xin lỗi nói, xin lỗi, ta thay lão già này hướng các người đạo cái không phải. Hắn quá xung động. Không, không cần, không cần, tiền bối, mời hỏi các ngươi là. Vậy minh thần động luyện khí tầng 7 tu sĩ bây giờ nào còn dám bị thương khôn như vậy, xin lỗi. Vội vàng thần sắc tái nhợt nhanh chóng khoát tay nói. Dứt lời sau đó, lại gặp hắn con người rung động cùng hoảng sợ nhìn vậy Lam Kình, Thương Khôn hai người hỏi. Ánh mắt run rẩy. Bởi vì là hắn mới vừa rồi cũng đều là đã nghe, Thương Khôn, Lam Kình. T, khó khăn, chẳng lẽ. Ta là Thương Khôn, đây là ta bạn tốt Lam Kình, chúng ta đến từ đảo Thương Lam. Lần này lỗ mãng tới, là muốn thăm viếng các ngươi một chút cái này minh thần động mới nhậm chức động chủ. Không biết các ngươi bây giờ có thể hay không đời là truyền đạt. Nghe vậy, vậy Thương Khôn cuối cùng lời nói bình thản mấy phần, lau một cái nhàn nhạt khí thế từ trong cơ thể hắn xông ra, rồi sau đó, liền gặp hắn chậm rãi nói. Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ. Nghe vậy, vậy minh thần động luyện khí tầng 7 tu sĩ trực tiếp là người ngu. Rồi sau đó trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được trắng bệch, con người bạo xúc, sau đó một cổ khó tin kinh ngạc rung động cuối cùng là căn bản ức chế không được bộc phát ra. Sau lưng những người đó lại là như nhau, mỗi một người đều bị sợ ngu sợ ngây người. Thương Khôn, Lam Kình là ai? Nếu như đơn độc nhắc tới hai cái danh tự này, sợ rằng còn sẽ có người tạm thời không phản ứng kịp, không biết, nhưng nếu là hơn nữa đảo Thương Lam đảo chủ cái này năm chữ sau khâu đâu. Ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực, còn ai dám nói mình không biết. Thương Khôn, Lam Kình, một cái là vậy đảo Thương Lam lớn đảo chủ, một cái là vậy đảo Thương Lam nhị đảo chủ, điểm chính là cái này hai vị cũng đều là yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong, cách vậy đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh yêu thú cấp 3 tầng thứ vậy cũng chỉ có nửa bước xa, so với Chi Hồng Sư đạo nhân nhất lưu, không biết mạnh hơn, lợi hại nhiều ít. Như vậy cũng tốt giống như triệu phú ông trong 5 triệu phú ông, cùng 999 chục ngàn phú ông, chênh lệch này đủ rõ ràng chứ. Hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ phía trên. Thậm chí coi như là vậy Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử, cũng không quá dám ở bọn họ trước mặt hai người càn rỡ, người hỏi tại sao. Thật ra thì rất đơn giản, Hắc Phong Tử năm đó từng bị Lam Kình lão nhân đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Càng về sau. Nếu không phải Vân Long Sơn vị kia trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn chân nhân tự mình ra mặt, bảo vệ vậy Hắc Phong Tử, người sau bây giờ còn có thể không thể có lệnh ở đây, cũng còn thật không nhất định. Cho nên đổi câu mà nói, chính là vậy Lam Kình lão nhân sức chiến đấu, chỉ sợ cũng coi như là ở trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trước mặt, đều có nhất định lực uy hiếp, cùng quyền phát biểu, nếu không, năm đó sự kiện kia mà sao có thể tùy tùy tiện tiện bỏ qua. Mà bây giờ... Như vậy kinh khủng nhân vật, đảo Thương Lam hai vị động chủ lại có thể đích thân tới bọn họ minh thần động, bọn họ sao có thể không kinh hãi? Không rung động, không sợ. Hai vị đảo chủ đại nhân mời vào bên trong. Chúng ta động chủ bây giờ cũng không ở trong động phủ, bất quá tám đại thiết vệ tám vị đại nhân đã xuất quan, bọn họ bây giờ là ta minh thần động trừ động chủ ra người đứng đầu. Hai vị đảo chủ đại nhân các người nếu là không ngại, ta bây giờ lập tức đi ngay thông báo bọn họ. Để cho bọn họ tự mình ra nghênh tiếp các người. Sau đó liền gặp vậy minh thần động luyện khí tầng 7 tu sĩ lắp ba lắp bắp mở miệng, cưỡng bách mình chấn định lại, đừng lời nói không có mạch lạc, nhưng giọng nói kia, vẫn là run rẩy, tim đập rộn lên làm người ta sợ. Không có biện pháp, bây giờ loại tràng diện này, sợ rằng hắn đời này cũng không có trước thời hạn dự đoán qua. Đây chính là đảo Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ à. Đường đường yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới tồn tại, trúc cơ chân nhân cảnh dưới vô địch. Được rồi, cũng không cần như vậy phiền toái, hai ta liền cùng các người vào đi thôi. Ta biết các người động chủ là đi tham gia vậy Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ, coi là tính thời gian, vậy không sai biệt lắm nên sắp trở về, chúng ta ở nơi này đợi một chút vậy không việc gì. Vậy Thương Khôn đạo người cười nói. Nghe vậy thấy vậy vậy minh thần động luyện khí tầng 7 tu sĩ lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó giống như là mời Phật ra vậy, chiến chiến nguy nguy, trái tim nhỏ phốc thông cuồng loạn, cuối cùng là đem vậy một mặt mỉm cười cùng với một mặt âm trầm,
Lạnh Nhạt Thương Khôn, Lam Kình hai người mời vào bọn họ Minh Thần Động trong cửa. Cùng lúc đó, bọn họ hai người đến tin tức, cũng là nhanh chóng bẩm báo, truyền đến mới vừa phá cửa ra tám đại thiết vệ, thiết một bọn họ bên kia. Hả, cái gì, Đào Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ, bọn họ đích thân đến. Không ra nơi liệu, cho dù bọn họ tám cái bây giờ xuất quan sau đó, thực lực đại tăng, xa không phải trước kia cái loại đó tầng thứ, có thể bọn họ nghe được rung động như vậy tin tức sau đó, vậy còn đều là ngay tức thì bị sợ liền một cái giữa chết, lắp ba lắp bắp, thần sắc cứng ngắc nói. Không có biện pháp, đảo Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ đích thân tới đó là cái gì khái niệm à? Sợ rằng cái này hai vị coi như là đi vậy Tử Viêm cung trung tâm, cũng là sẽ bị Tử Viêm cung hiện đảm nhiệm cung chủ đại nhân tự mình nhiệt tình tiếp đãi, cái loại đó phân tính và tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, đại nhân vật như vậy, lại có thể sẽ đích thân tới bọn họ Minh Thần Động, hơn nữa còn là ở bọn họ động chủ đại nhân, Trần Phi không có ở đây dưới tình huống, bọn họ làm sao có thể không hoảng hốt, làm sao không sợ. Dẫu sao, nghiêm ngặt nhắc tới, coi như là bọn họ bây giờ đều đã đột phá, có biến hóa long trời lỡ đất, có thể muốn cùng Thương Khôn, Lam Kình hai người so sánh, vậy vẫn là kém quá xa, không cách nào so sánh, không dám tương đối. Có thể lời tuy như vậy, nhưng bây giờ người cũng đã tới, hơn nữa bọn họ Minh Thần Động động chủ Trần Phi còn vừa vặn không có ở đây, không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Sau đó, liền gặp vậy tám đại thiết vệ vội vã bận bịu đi tới hiện nay Minh Thần Động tiếp đãi người khách quan trọng trong đại điện mặt. Mà vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người, lúc này cũng đang trong đó. Lục Kinh đại nhân, tất cả vị đại nhân, các người tới. Mà làm tám đại thiết vệ sắc mặt ngưng trọng chạy tới vậy Minh Thần Động cửa đại điện, đã sớm chờ đợi ở đó trước cửa luyện khí tầng 7 tu sĩ, ngạc nhiên mừng rỡ chào đón nói. Ừ, ngươi làm sao bị thương? Nghe vậy vậy thiết một khẽ gật đầu, rồi sau đó lại đột nhiên có chút nhíu mày nói. Bởi vì là hắn gặp được vậy luyện khí tầng 7 chùi vết máu ở khóe miệng. Hồi bẩm Lục Kinh đại nhân, thuộc hạ không có gì đáng ngại, bất quá, vậy hai vị hình như là đến tìm động chủ đại nhân. Vậy luyện khí tầng 7 tu sĩ nói, là tới tìm động chủ đại nhân, nghe vậy vậy thiết một lại là không khỏi chân mày hơi nhíu một chút, nhưng sát theo liền bình thường trở lại. Bởi vì xác thực, bọn họ cái này Minh Thần Động trừ động chủ đại nhân Trần Phi ra, chỉ sợ cũng thật cũng chưa có cái gì khác đáng đảo Thương Lam vậy hai vị tự mình chạy như thế một chuyến, bất quá, bọn họ chuyến này mà đến mục đích gì kết quả là cái gì chứ? Trong lòng ôm như vậy nghi vấn, sắc mặt ngưng nhiên trước. Lại thở một hơi thật dài, vậy thiết một liền dẫn sau lưng bảy vị huynh đệ nhà mình, đẩy cửa ra, đi vào vậy Minh Thần Động trong đại điện. Tới, một đạo giọng ôn hòa vang lên theo. Thiết một trận cả người giật mình một cái, không khỏi thở một hơi thật dài, vội vàng nói, Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ, hai vị đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội thứ tội. Coi như bọn họ huynh đệ hiện nay đã lột xác có thể vậy thiết một đang đối mặt Thương Khôn. Lam Kình hai người, vẫn là phát ra từ nội tâm cảm giác được kính sợ, cùng run rẩy. Không có biện pháp, cái này Thương Khôn, Lam Kình hai người ở nơi này đảo Thương Lam chu vi gần ngàn dặm trong phạm vi, vô luận là uy danh, hoặc giả là sức chiến đấu, cũng là không thể nghi ngờ siêu cấp khủng bố. Loại cảm giác đó, giống như là có một cổ bóng mờ bao phủ chiếm cứ ở bọn họ tâm hồn, vẫy không đi. Hừ... Mà vậy Lam Kình lão nhân ở thấy thiết một tám huynh đệ cũng chỉ có yêu thú cấp 2 trung kỳ, lúc này sắc mặt hờ hững hừ cả người. Bất quá lần này, hắn cũng chỉ là hừ một tiếng, không dùng khí thế. Không sai, ở từ Trần Phi trong tay lấy được vậy cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn đan dược sau đó, liên đới Lục Kinh, cũng chính là thiết một ở bên trong 8 đại thiết vệ toàn bộ đột phá, trở thành yêu thú cấp 2 trung kỳ cao thủ. Không chỉ có như vậy. Trần Phi cách trước khi đi còn nghĩ mới hoàn thiện tốt trận pháp giao cho bọn họ, ở nông cạn hiểu thấu đáo sau đó, bọn họ bất ngờ lại kinh ngạc vui mừng phát hiện. Do bọn họ tám huynh đệ coi như chân bảo người này trận tầng 4 trận pháp, ít nhất so với trước đó mạnh gấp đôi, trọng yếu nhất chính là, đi qua trận kinh không sửa đổi, nên trận pháp lĩnh ngộ độ khó nhưng lại ngược lại thấp xuống. Mà đây, lại ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa bọn họ tám huynh đệ bây giờ nếu có thể đem trận pháp kia hoàn toàn bố trí ra, nhiều lớn lời không dám nói, có thể tìm ra thường luyện khí tầng 9 tu sĩ thật đúng là không nhất định có thể thế nào bọn họ vì sao. Hơn nữa,
Bọn họ còn cảm thấy cái này mới hoàn thiện trận pháp tiềm lực cực lớn, nếu là có thể lại từ trong ngộ ra một chút thứ gì, nói không chừng, luyện khí tầng 9 tu sĩ bọn họ 8 huynh đệ cũng có thể bắt lại. Như vậy, bọn họ 8 cái làm sao không phải đã lột xác liền đâu. Chỉ bất quá coi như bọn họ bây giờ đã lột xác, có thể, điểm này mà, tu vi thực lực, ở đó Thương Khôn, Lam Kình hai người trong mắt, vẫn là chỉ có thể coi là bình thường thôi, thậm chí chỉ xem cảnh giới tu vi mà nói, đều có chút không đủ xem. Ta đối với các người có chút ấn tượng, trước là theo ở đó nhỏ con cóc bên người chứ. Bây giờ cái này kim thiềm động đổi một chủ nhân, các người ngược lại không tệ. Sau đó liền gặp vậy Thương Khôn đạo nhân ánh mắt rơi xuống Thiết Nhất Đẳng trên người đánh giá, một lát sau, liền gặp hắn cười nói. Nơi nào, bọn ta ở hai vị đảo chủ trước mặt, hoàn toàn chính là huỳnh quang cùng trăng sáng giữa khu vực, không đáng giá một đề ra, bất quá, bọn ta huynh đệ có thể may mắn đi theo ở động chủ đại nhân thủ hạ, đúng là chúng ta phúc trạch cùng vận khí. Vậy Thiết một thụ sủng nhược kinh, sau lại lập tức ánh mắt sùng bái nói. Hắn lời này tuyệt không phải qua loa lấy lệ, nếu không phải bởi vì là Trần Phi, bọn họ 8 huynh đệ ai cũng không dám nói có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Đổi câu mà nói, ngày hôm nay hết thảy các thứ này, hoàn toàn là Trần Phi cho bọn hắn, bọn họ há có thể không thuộc về lòng. Ha ha, các người có thể như thế nói, xem ra cái này Minh Thần Động động chủ là thật có chút bản lãnh à. Nếu như không ngại, ta có thể hay không lỗ mãng hỏi chút sự việc. Vậy Thương Khôn đạo nhân cặp mắt hơi híp tinh mang chớp mắt, rồi sau đó cười ha hả nói. Hỏi chút sự việc. Nghe vậy vậy Thiết một hơi ngẩn ra, rồi sau đó không chút do dự nói, Thương Khôn đảo chủ ngài lời này liền nói quá lời, có vấn đề gì, cứ việc hỏi đi. Các người vậy mới nhậm chức động chủ đúng như trong tin đồn nói, là một vị luyện đan sư cấp 3. Mà nhưng vào lúc này một đạo cứng ngắc lạnh lùng thanh đột nhiên chen vào. Nhưng là vậy một bên nguyên bản không lên tiếng Lam Kình lão nhân, đột nhiên lạnh lùng nói. Các người là hỏi động chủ đại nhân hắn, nghe vậy vậy Thiết một đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó theo bản năng chần chờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương hai người vấn đề lại là cái này, mà loại chuyện này, như không có Trần Phi đáp ứng, hắn sao dám tùy tiện tiết lộ. Dẫu sao đi lớn một chút mà nói, đây có thể coi như là bọn họ Minh Thần Động đối ngoại cơ mật. Lá bài tẩy à? Ngươi không nghe được ta nói. Mà ở thấy Thiết một lại có thể không có thời gian đầu tiên trả lời mình, vậy Lam Kình lão nhân lại thần sắc trầm xuống, không nhịn được tức giận. Coi như sau đó một khắc, vậy Thương Khôn đạo nhân một cái tay nhưng trực tiếp để ngang trước mặt hắn, tỏ ý hắn im miệng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới lại vẻ mặt ôn hòa hướng sắc mặt kia hơi có chút trắng nhợt Thiết một đám người nói, lão già này gần đây có chút tinh thần phân liệt. Các người không cần để ý tới hắn. Ta biết ta cái vấn đề này có chút lỗ mãng, nếu là các người cảm thấy không tiện trả lời nói, cũng có thể làm ta không có hỏi qua cái vấn đề này. Vừa nói, hắn ánh mắt đã hơi lóe lên, tinh mang lướt qua. Rất hiển nhiên, thật ra thì có chút thời điểm, nói cũng không cần nói quá khẳng định, quá rõ ràng. Tựa như cùng bây giờ, hắn cũng đã từ vậy Thiết một đám người trên mặt thấy được đáp án rõ ràng. Thật may. Bước đầu tiên này cuối cùng là thành công. Thật may tin tức kia cũng không phải là bên ngoài qua loa gieo rắc. Đa tạ Thương Khôn đảo chủ thông cảm. Nghe vậy, vậy Thiết vừa nhìn hướng Thương Khôn đạo nhân ánh mắt tràn đầy cảm ơn. Không có biện pháp, lấy hắn thân phận bây giờ, có mấy lời quả thật không thể qua loa nói, nếu không nhưng là sẽ ra đại vấn đề. Dứt khoát, cái này Thương Khôn đảo chủ tốt ngoài dự đoán của mọi người nói chuyện, có thể thông cảm hắn, hơn nữa. Lưỡng toàn kỳ mỹ sự việc là, thật may loại vấn đề này không cần nói rõ, là có thể làm đối phương phân biệt rõ ràng câu trả lời. Mà hắn vậy không cần vì thế gánh nổi. Không cần không cần, vậy Thương Khôn đạo nhân qua loa lấy lệ nói, ánh mắt nhưng là hơi híp, không biết đang suy nghĩ gì, rồi sau đó đại điện này bên trong chính là rơi vào trầm mặc trong. Vèo. Bất quá như vậy một lát sau, vậy bên ngoài đại điện lại đột nhiên bay tới một quầng sáng xanh lá, rơi vào Thiết một trường lòng. Cẩn thận vừa thấy, nhưng là một quả khoảng cách ngắn sử dụng đưa tin phù. Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ, là chúng ta động chủ đại nhân trở về, cho nên, bọn ta có thể hay không cáo từ trước một chút. Mở ra vậy cái đưa tin phù, kiện đến nội dung phía trên, vậy Thiết một trận không khỏi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Cái này khoảng cách ngắn sử dụng đưa tin phù, là từ bọn họ Minh Thần Động bên ngoài Sơn Môn tuần tra binh lính bên kia truyền tới.
là bọn họ Minh Thần Động động chủ, Trần Phi trở về. À, là các người động chủ trở về. Vậy thì thật là tốt, nếu là có thể, liền phiền toái các người đi đem hắn mời tới bên này chứ. Nghe vậy vậy Thương Khôn đạo nhân ngay tức thì ánh mắt sáng lên, cười ha hả mở miệng nói. Hắn mặc dù tốt nói chuyện, khá vậy còn chưa đến nỗi sẽ đích thân đi nghênh đón Trần Phi. Ở hắn trong mắt, coi như Trần Phi thật là luyện đan sư cấp 3, cũng không có như vậy tư cách. Bọn họ hai người thân phận, nhưng mà ước chừng ít nhất có thể đủ cùng cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư ngang hàng. Vậy Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ hai vị đại nhân, bọn ta trước hết thất lễ, xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Động chủ đại nhân chúng ta bây giờ lập tức đi ngay mời hắn tới đây. Vậy Thiết vừa nghe nói cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, liền vội vàng khom người, dẫn sau lưng thất huynh đệ tử vậy trong đại điện lui ra. Hô, cái này Lam Kình đảo chủ thật là quá đáng sợ, chỉ là đứng ở trước mặt hắn, ta mới vừa rồi đều có chút hai chân không nghe sai khiến, hơi phát run. Mới vừa đi ra cửa đại điện, vậy tám đại thiết vệ ở giữa lão tam liền không khỏi dài hô một hơi, sắc mặt kinh dị, phức tạp nói. Phải biết bọn họ bây giờ có thể không phải so tầm thường, thậm chí lột xác, có thể coi là như vậy, ở đó Lam Kình đảo chủ trước mặt vẫn còn là thật giống như nhỏ yếu cùng trẻ sơ sinh vậy, cảm giác kiềm chế vô cùng, điều này có thể không làm hắn cảm thấy chấn động, cùng sợ. Bởi vì làm cái này chênh lệch, không khỏi vẫn là có chút làm người ta cảm thấy quá không có sức, quá tuyệt vọng, không phải sao? Được rồi, Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ thân phận gì? Hắn hai người ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực ngang dọc thời điểm, sợ là chúng ta tám huynh đệ cũng còn không ra đời, có thể không lợi hại sao? Bây giờ việc cần kíp là lập tức đi thông báo động chủ đại nhân, nếu để cho vậy hai vị chờ lâu, sinh lòng khó chịu, có thể thì thật phiền toái. Vậy Thiết Một vừa nói, sau lưng thất huynh đệ không chút do dự nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng vậy, nhưng không thể để cho vậy hai vị chờ lâu, nếu không một khi nếu là trong lòng khó chịu, tức giận, bọn họ Minh Thần Động coi như phiền phức lớn. Coi như là bọn họ chủ nhân, cái này Minh Thần Động động chủ Trần Phi, dám lạnh nhạt Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo Thương Lam đảo chủ sao? Câu trả lời, chỉ sợ là rất lộ ra thấy rõ chứ. Ở nơi này đảo Thương Lam chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, trừ trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, trừ cái này ra không có bất kỳ người dám lạnh nhạt Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo Thương Lam đảo chủ. Bất kỳ một người nào, cũng không có. Đến khi tám đại thiết vệ vội vàng chạy tới Minh Thần Động bên ngoài Sơn Môn, vậy Trần Phi vừa vặn trở về, bước vào Minh Thần Động trong Sơn Môn. Chủ nhân, ở thấy Trần Phi sau đó, vậy tám đại thiết vệ không chút do dự khom người khom lưng nói. Không dám quên lễ phép. Các người làm sao tới, cũng xuất quan. Ừ, không tệ, cũng đạt tới yêu thú cấp 2 trung kỳ cảnh giới, không phụ lòng ta trước đối với các ngươi kỳ vọng. Nhìn vậy khom người lập ở trước mặt hắn tám đại thiết vệ, Trần Phi hài lòng gật đầu một cái. Cái này tám người có thể thành công đột phá, đồ cuối cùng là để cho trong tay hắn có thể nhiều mấy cái có thể sử dụng người. Nhờ có chủ nhiệm ngài tài bồi, nếu không chúng ta tám huynh đệ không dám nghĩ có hôm nay. Như vậy đại ân, chúng ta tám huynh đệ cuộc đời này không dám quên. Vậy Thiết Một không chút do dự nói như thế, sau lại nghiêm sắc mặt, có chút nóng nảy. Nhìn Trần Phi nhanh chóng mở miệng nói, chủ nhân, bên trong động tới hai vị thân phận đặc biệt đặc thù nhân vật lớn, hơn nữa bọn họ còn chỉ mặt gọi tên là tới tìm ngài, ngươi xem. Tìm ta, vẫn là nhân vật lớn gì? Nghe được đối phương như vậy giọng, Trần Phi khẽ cau mày, mở miệng hỏi, Thiết Một, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người đến tột cùng là lai lịch gì, còn như đem mấy người các ngươi sợ đến như vậy? Không phải, chủ nhân. Nghe vậy vậy Thiết Một trận có chút lúng túng cười một tiếng, sắc mặt vẫn là có chút nghiêm nghị, nói chủ nhân, không phải ta chuyện bé xé ra to, mà là vậy hai vị thân phận, lai lịch quả thật có chút đặc thù. Được rồi, nói đi, rốt cuộc là ai? Đến tìm ta làm gì? Trần Phi vẫy tay đem hắn nói cắt đứt, nhàn nhạt nói. Là đảo Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ. Hai người bọn họ đích thân đến. Vậy Thiết Một đảo. T. Cái gì? Đảo Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình hai vị động chủ. Nghe vậy, cũng còn không cùng Trần Phi trả lời, ở sau lưng hắn mông nhất, Minh Thần Động cả đám ngựa thì đã sắc mặt biến, thất kinh đứng lên. Đảo Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ uy danh hiển hách, bọn họ làm sao có thể không biết.
Coi như là bọn họ đã từng là động chủ, mạ vàng thiềm thừ vương, ở đó hai vị trước mặt cũng hoàn toàn chỉ có thể coi như là một cái cặn bã, chớ nói chi là bọn họ. T, vậy, vậy hai vị lại có thể tự mình đến bọn họ minh thần động tới. Tại sao? Bọn họ tới làm gì? Đào Thương Lam Thương Khôn và Lam Kình. Nghe vậy, may là lấy Trần Phi chấn định, cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ là bọn họ tự mình đến cửa tìm hắn. Đào Thương Lam Thương Khôn cùng Lam Kình, đây chính là uy chấn cái này Đào Thương Lam chu vi mấy trăm gần ngàn dặm yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong, so luyện khí tầng 9 đỉnh cấp còn lợi hại hơn. Có thể hai tên này vô duyên vô cớ chạy đến tìm hắn làm gì? Bọn họ lại không nhận biết. Trần Phi hơi cau mày. Trách bất đắc dĩ thiết một bọn họ vậy huynh đệ hiện nay thực lực, liền tầm thường luyện khí tầng 9 cao thủ có thể đánh một trận, nhưng cũng còn bị người đến sợ đến như vậy. Quả nhiên là chuyện ra có nguyên nhân à. Chủ nhân, có chuyện ta cảm thấy có cần phải hướng ngài nói một chút. Hai người bọn họ, hình như là hướng ngài luyện đan sư thân phận tới. Mới vừa rồi, bọn họ từng hỏi chủ nhân ta ngươi phải chăng là một vị luyện đan sư cấp 3. Mà nhưng vào lúc này, thiết máy động như vậy vang lên trước tại đại điện bên trong hỏi, lập tức nói. Luyện đan sư thân phận, nghe vậy Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lập tức không khỏi thần sắc có chút khó coi, tự lẩm bẩm chẳng lẽ là trước ở đảo Thương Lam lên sự kiện kia bị bọn họ biết. Đáng chết, xem như vậy ta trước đúng là có chút xung động. Có thể luyện ra 6 văn ngân văn đan dược đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì, huống chi vẫn là ở nơi này loại hẻo lánh đất. Nếu như bị có vài người nổi lên lòng xấu xa, chỉ sợ là sẽ có chút phiền toái. Liền liền trận kinh không cũng là đi phương hướng kia nghĩ, giọng hơi chăm chú nói. Không có biện pháp, 6 văn ngân văn đan dược, bất luận phẩm cấp, chỉ là cái này 6 chữ, ẩn chứa và có thể đại biểu hàm nghĩa liền đặc biệt chi không bình thường. Coi như là bị trúc cơ chân nhân cảnh người biết, cũng không khả năng không coi trọng. Đúng vậy, nói như vậy đứng lên, vậy ta kế hoạch lúc trước có phải hay không cũng có chút lỗ máng. Trần Phi ánh mắt mờ mịt, rồi sau đó một vẻ kiên định lóe lên ra, nói, nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực, nếu không... Một khi bị người để mắt tới, ta sợ rằng liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó liền gặp hắn nhìn vậy thiết một mặt sắc lạnh nhạt nói, ta biết, bọn họ bây giờ người ở đâu. Đại điện sao? Tuy nói cảm giác sẽ gặp nguy hiểm, có thể việc đã đến nước này, hắn nhưng cũng không khả năng liền gặp người dũng khí cũng không có. Hơn nữa, nếu là ở những địa phương khác, hắn đúng là không phải là đối phương vậy hai lớn yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ đối phương, có thể ở nơi này minh thần động mà nói, đây chính là đại bản doanh của hắn, mà còn có trận kinh không ở đây, há có thể không lưu có cái gì đè đáy dương lá bài tẩy. Đúng vậy, chủ nhân, hai người bọn họ bây giờ đang ở trong đại điện. Ngài xem, muốn không muốn chúng ta cùng ngài cùng đi. Vậy thiết một lập tức gật đầu một cái, sau lại có chút chần chờ cùng do dự hỏi. Được rồi. Chính ta đi đi, hai yêu thú cấp 1 2 hậu kỳ đỉnh cấp, thật muốn ồn ào, các người có theo hay không đi đều giống nhau. Trần Phi lắc đầu một cái, chợt một người thẳng hướng vậy minh thần động đại điện đi tới. Một lát sau, làm Trần Phi một thân một mình tiến vào vậy minh thần động đại điện sau đó, rốt cục thì gặp được vậy đảo Thương Lam hai vị có thể nói là truyền kỳ lớn đảo chủ, nhị đảo chủ. Lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, miệng rộng lớn. Trên môi mọc hai cái long lanh trong suốt râu dài, vậy đang híp lại cười quan sát Trần Phi ánh mắt nhìn như rất là thâm thúy, cũng cho người cảm giác hết sức hiền hòa, có thể bởi vì như vậy, liền có người muốn xem nhẹ hắn mà nói, liền sai hoàn toàn. Tu chân giới, từ trước đến giờ đều là thực lực phi tôn, quả đấm lớn mới là thật lý. Mà vậy Lam Kình lão nhân năm đó nhưng mà liền Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong tử cũng đuổi giết được đến cửa nhập đường xuống đất không cửa. Nhưng coi như vậy, hắn nhưng cũng chỉ vẫn là đảo Thương Lam nhị đảo chủ, không phải lớn đảo chủ, cái này đủ để nói rõ hết thảy. Còn như vậy quai hàm vô cùng là rộng lớn Lam Kình lão nhân, bây giờ nhìn thẳng thần vô cùng là bất thiện lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy căn bản là không có nghĩ tới, Trần Phi lại có thể như thế trẻ tuổi trẻ như vậy luyện đan sư cấp 3, điều này có thể sao? Hai vị chính là đảo Thương Lam Thương Khôn. Lam Kình hai vị đảo chủ. Ta kêu Trần Phi, rất vui gặp. Trần Phi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người, đúng mực, nói. Chúng ta chính là, lão phu Thương Khôn, đây là ta bạn già Lam Kình,
hôm nay lỗ mãng đến cửa, thật là quấy dày. Vậy Thương Khôn đạo nhân vậy hiển nhiên có chút khiếp sợ với Trần Phi trẻ tuổi, sắc mặt có chút phảng phất qua loa lấy lệ nói. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt, ánh mắt lóe lên, có chút phức tạp. Nơi nào, hai vị có thể? Trần Phi vừa định khách khí nữa một phen, vậy một bên Lam Kình lão nhân lại đột nhiên mở miệng đem lời nói thanh cắt đứt. Ngươi chính là cái này Minh Thần Động động chủ, chỉ gặp hắn nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Chính là ta, Trần Phi đáp. Ta nghe bên ngoài có người ở truyền, ngươi là một vị luyện đan sư cấp 3, đây là thật. Lấy ngươi như bây giờ tuổi tác, thật không phải là bên ngoài những người đó qua loa ở truyền. Vậy Lam Kình lão nhân lại ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phi lạnh lùng nói, thái độ rất không khách khí. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, luyện đan sư là mọi người đều biết cần thời gian cùng với khổng lồ kinh nghiệm tích lũy, tới chất đống, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi tuổi như vậy, trẻ tuổi như vậy, sợ rằng đừng nói là thành là luyện đan sư cấp 3, coi như là cấp 2 thượng phẩm, trung phẩm, có thể sao? Ở hắn xem ra căn bản cũng không có thể. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy chúng ta lần này hoàn toàn là chạy không một chuyến, trong lòng làm sao có thể thuận khí đứng lên. Hơn nữa, hiển nhiên, không chỉ là hắn, coi như là dễ nói chuyện Thương Khôn đạo nhân bây giờ chỉ sợ cũng là hắn nghĩ như vậy, nếu không, lại làm sao có thể đến bây giờ cũng không nói. Ta là không phải luyện đan sư cấp 3, thật giống như cùng Lam Kình đảo chủ ngươi không có quan hệ gì chứ. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp là chân mày cau lại, giống vậy có chút cương nói. Lão già này coi như là thực lực lợi hại, khá vậy thật giống như, quá đem mình coi ra gì chứ. Vừa lên tới chính là châm chọc, thầm hỏi hắn giọng. Nơi nào, lão này là bởi vì là có chút đặc thù tình trạng, tâm tình không tốt lắm, Trần Động chủ xin thông cảm nhiều hơn một chút. Vạn phần xin lỗi, gặp Trần Phi thái độ lại có thể mạnh như vậy cứng rắn, vậy Thương Khôn đạo nhân đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó lập tức đứng ra cười ha hả giảng hòa. Rồi sau đó lại gặp hắn hơi dừng lại một chút, giọng nghiêm túc mở miệng nói, bất quá, không biết Trần Động chủ có thể hay không hướng chúng ta tiết lộ một chút, người thật sự là một vị luyện đan sư cấp 3 sao. Xin lỗi, đây không phải là đang chất vấn ngươi, mà là bởi vì là đây đối với chúng ta mà nói, rất trọng yếu, cho nên, xin lỗi. Được rồi, Thương Khôn, ngươi cảm thấy loại này tiểu tử nhìn giống như là một vị thân phận tôn quý luyện đan sư cấp 3 sao. Coi như hắn là, ngươi cảm thấy hắn có thể giải quyết độc trên người ta sao. Được rồi, đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Có thể vậy Lam Kình lão nhân nhưng đi theo trực tiếp đứng lên lạnh lùng nói, căn bản không tin Trần Phi. Độc. Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt hướng vậy Lam Kình lão nhân trên mình nhìn, một lát sau, mới gặp hắn hơi bĩu môi, tự lẩm bẩm, nguyên lai là chúng độc à, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, ha ha. Hắn cái này lẩm bẩm lầu bầu thanh mặc dù líu díu nhỏ giọng, có thể tại chỗ Thương Khôn, Lam Kình hai người tu vi, lại sao có thể không nghe được. Vì vậy nghe vậy, vậy Thương Khôn đạo nhân lập tức thần sắc kích động hỏi, Trần Động chủ, người có thể giải quyết Lam Kình trên người độc này. Vậy Lam Kình lão nhân nghe vậy cũng là ánh mắt hơi kích động, bất quá, sau đó lại gặp hắn trong ánh mắt kia ẩn hiện ra vẻ trần trờ, nhìn Trần Phi, rất hiển nhiên là không tín nhiệm. Sau đó liền gặp cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, ngươi đừng lấy làm cái này nói, chúng ta là có thể tin tưởng ngươi. Ngươi biết trên người ta đây là ở giữa độc gì sao? Ta bây giờ liền thi ngươi, ngươi đem ta trên mình độc này tên nói ra. Nghe được đối phương như vậy lời nói, loại giọng nói này, Trần Phi trực tiếp là không nhìn được lật cái bạch nhãn, bĩu môi, tên này, thật đúng là cao cao tại thượng thói quen, một bộ người khác phải thần phục hắn, là hắn làm việc giọng. Khôi hài. Ngay sau đó Trần Phi trực tiếp là thản nhiên nói, xin lỗi, ta không biết Lam Kình đảo chủ trên mình độc này là cái gì, hai vị nếu là không chuyện gì khác mà, liền xin trở về đi. Làm trò đùa, làm nửa ngày là tới cầu hắn xem bệnh giải độc, còn một bộ trời ở trên cao ta lão nhị ngưu xoa hình dáng, thật là đầu óc có cái hố. Bất quá, tranh này phong tại sao như vậy quen thuộc chứ? Đúng rồi, trên trái đất. Tiêu Thiên Nhượng vậy ngu đần cũng không phải là cái này ngu dạng. Cũng tới đến cửa cầu người, còn cùng bác sĩ làm khó dễ, ha ha. Ừ, nghe vậy vậy Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình lão nhân tất cả không nhịn được ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên sẽ nói như vậy. Vậy cái trước, Thương Khôn đạo nhân chân mày lại là theo bản năng thật sâu nhíu một chút,
bởi vì là chỉ bằng Trần Phi trước vậy theo bản năng lời nói ra, làm sao xem, cũng không khả năng sẽ là như vậy câu trả lời à. Đợi một chút, vậy Thương Khôn đạo nhân đột nhiên ánh mắt chú ý tới Trần Phi trên mặt giễu cợt cùng cười nhạt vẻ, hơi ngẩn ra, rồi sau đó trong lòng nhất thời một cái lộp bộp, nở nụ cười khổ. Có câu nói thật tốt, người dày dạn kinh nghiệm, lấy hắn như bây giờ đời người lịch duyệt, lại sao có thể sẽ quan sát không ra, đối phương cái này không phải không biết à, hoàn toàn là căn bản cũng không muốn giúp bọn họ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng khó trách, liền Lam Kình lão già kia trước vậy thúi đức hạnh, đây là tới cầu người thái độ sao? Không phải, Trần Động Chủ, Lam Kình thái độ mới vừa rồi là có chút không tốt lắm, ta thay hắn hướng người bồi cái không phải, bất quá, người có thể hay không giúp ta cái này lão huynh đệ xem, độc này đã hành hạ hắn rất lâu rồi, cho nên hắn bây giờ mới có thể nóng nảy biến thành cái bộ dáng này, càng ngày càng nóng nảy. Sau đó liền gặp vậy Thương Khôn đạo nhân đứng dậy, hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu liền một chút. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi ngẩn ra, vậy Lam Kình lão nhân cũng là sắc mặt biến, mở miệng nói Thương Khôn ngươi làm gì vậy à? Im miệng, ngươi có phải hay không quên chúng ta trước khi tới đã nói gì? Ngươi nếu là còn như vậy, ta sẽ phải thật nổi giận. Vậy Thương Khôn đạo nhân hung ác trợn mắt nhìn một cái mình lão huynh đệ, nghiêm túc nói. Không phải. Ta, hắn, nghe vậy thấy vậy vậy Lam Kình lão nhân sắc mặt thay đổi mấy cái, miệng mở mở lại, khép lại lại dương ra, cuối cùng mới bất đắc dĩ giận dữ trợn mắt nhìn Trần Phi một cái, phất tay áo một vung, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, đến bây giờ hắn vẫn là căn bản cũng không tin tưởng Trần Phi. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi híp mắt nhìn bọn họ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, trong lòng suy nghĩ thầy thuốc lòng cha mẹ, đi về phía vậy Lam Kình lão nhân. Nhàn nhạt nói, đứng lên, đưa tay đi ra, ta kiểm tra một chút. Đưa tay ra, kiểm tra một chút. Nghe vậy vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người lại ngẩn người một chút, hiển nhiên là chưa bao giờ trải qua trên trái đất vậy phù kim bắt mạch chiêu thức. Trên thực tế, lấy Trần Phi hiện nay tu vi, căn bản cũng không có cần thiết lại làm như thế một tay. Bất quá, trên trái đất lâu dài tới nay trải qua đã làm hắn hình thành thói quen. Dù sao cũng không phải cái gì thói xấu, vậy cũng không có vấn đề có nhiều hay không thiếu không ít. Rồi sau đó, vậy Lam Kình lão nhân sắc mặt lạnh lùng, âm trầm, cuối cùng vẫn là theo lời đưa tay phải ra, để cho Trần Phi bắt mạch. Trần Phi đưa tay treo ở vậy Lam Kình lão nhân trên cổ tay, con mắt lóe lên, yên lặng không nói, một lát sau, mới gặp hắn chậm rãi đưa tay duỗi trở về. Vậy Thương Khôn đạo nhân lập tức không nhịn được hỏi, Trần Động Chủ, như thế nào? Hình như là loại yêu thú bổn mạng nọc độc chứ. Không phải vấn đề lớn lao gì. Trần Phi mở miệng nói. Không phải vấn đề lớn lao gì. Nghe vậy vậy Thương Khôn, Lam Kình lão nhân song song sững sốt một chút. Sau đó vậy Lam Kình lão nhân nhướng mày một cái, rõ ràng sắc mặt có chút khó coi, sau lại là trực tiếp không khách khí quát lạnh lên tiếng, nói thật là nói khoác mà không biết ngượng. Phải biết, hắn nhưng mà người chúng trưởng thành thiên hạc yêu độc. Thiên hạc yêu tộc. Chính là phạm vi này mấy vạn dặm địa vực bên trong hung danh hiển hách đồ vật khổng lồ, càng cùng vậy thành U Lang thuộc quyền là đối thủ một mất một còn, hai phát lẫn nhau có huyết hải thâm cừu, trùng điệp mấy trăm gần ngàn năm, mấy đời người. Trọng yếu hơn chính là, cái này thiên hạc yêu tộc, cũng không phải là cùng thành U Lang trong nào đó đơn độc một cái thế lực lớn là đối nghịch. Mà là cùng thành U Lang tất cả thế lực, tất cả hắn dưới quyền thế lực, đều là đối nghịch. Đổi câu mà nói. Coi như là những cái kia có thể ở thành U Lang cũng hô phong hoán vũ, không thể địch nổi thế lực cao cấp, đơn độc lấy ra một cái, hai cái, thậm chí ba cái, đều không phải là vậy thiên hạc yêu tộc nhất tộc địch. Lấy nhất tộc lực chống lại một thành, tuy không muốn thừa nhận, bất quá cái này thiên hạc yêu tộc quả thật có tư cách được gọi là phạm vi này mấy vạn dặm nhất thế lực cường đại, không có một trong. Thậm chí coi như là dõi mắt toàn bộ ngoại vực. Cái này thiên hạc yêu tộc đúng tộc tộc quần lực cũng tuyệt đối tất nhiên là có thể đứng vào trước 10. Như vậy có thể gặp một ban. Mà đây thiên hạc yêu tộc, mặc dù có thể như thế lợi hại, tổng thể là bởi vì thế tộc quần thành viên thiên phú tiềm lực chân thực có thể nói đổi tai. Thuần túy thiên hạc yêu tộc tộc nhân số lượng rất ít, nhưng bọn họ một khi nếu có thể thuận lợi thành niên nói, sẽ gặp không trở ngại chút nào, cái gì cổ trai cũng không có đột phá đến yêu thú cấp 3 tầng thứ. Đây chính là yêu thú cấp 3 tầng thứ à? So với là tộc người tu sĩ trúc cơ chân nhân cảnh giới. Nhưng bây giờ,
bọn họ coi như là không tu luyện, chỉ cần chịu đựng đến trưởng thành, liền có thể có được cảnh giới như vậy cùng thực lực, cái này chẳng lẽ còn không nghịch thiên, còn không khủng bố. Kinh khủng hơn là, như vậy tu vi đối với sau khi trưởng thành thiên hạc yêu tộc tộc nhân mà nói, ước chừng chẳng qua là khởi bước, là cơ sở. Nói cách khác bọn họ coi như là nhắm mắt lại, vậy cũng có thể ở chỗ này cơ sở tiến thêm một bước. Dẫu sao coi như là một đống heo, số lượng nhiều đứng lên, vậy tổng hội sản sinh ra một hai đập thông minh, lợi hại heo chứ. Huống chi, cái này thiên hạc yêu tộc cũng không phải là cái gì cá nạp, càng không phải là heo. Thiên hạc yêu tộc, chỉ là thanh danh bên ngoài cấp 4 yêu vương thì có 3 vị. Yêu thú cấp 4 yêu vương, đó là cái gì khái niệm? Yêu thú cấp 3 giống như là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, mà vậy cấp 4 yêu vương, dĩ nhiên là giống như là tộc người tu sĩ nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Ở nơi này cổ quốc ngoại vực đại biểu cao nhất, đại biểu hoành hành bá đạo, đại biểu vô địch. Dĩ nhiên, Thành U Lang có thể dơ thành cùng đối kháng, vậy tự nhiên không phải người yếu. Thành U Lang, quang trên mặt nổi nguyên đan chân quân cảnh cường giả thì có 2 vị, không chỉ có như vậy, ở nơi này Thành U Lang trong, còn có vị gần mấy chục năm mới vừa sinh ra, trận pháp đại sư. Nhân trận trên, chính là trận, danh hiệu làm trận pháp đại sư, lại tên, đại trận sư. Cùng vậy nguyên đan chân quân cảnh cường giả là cũng giá tể khu. Nói sau vậy thiên hạc yêu tộc bổn mạng nọc độc, thiên hạc yêu tộc có 2 cái làm kẻ địch văn phong táng đảm, tâm kinh đảm hàn người thủ đoạn. Một là tốc độ, 2 chính là độc này. Nghiêm túc, đứng đan trưởng thành thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc, coi như là tầm thường luyện đan sư cấp 4, cũng đều không gặp được có thể có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Cho nên, coi như hắn làm kình bây giờ nơi trúng độc, thật ra thì cũng chỉ là vậy được 5 thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc góc bên liệu, nhưng căn cơ ở nơi đó. Loại độc này có thể đơn giản, dễ giải quyết đi nơi nào. Cho nên làm vậy Lam Kình lão nhân vừa nghe đến Trần Phi cái này, không phải vấn đề lớn lao gì, lời như vậy, lúc này liền là không nhịn được nổi giận, cau mày lạnh lùng nói, thật là nói khoác mà không biết ngượng, càng nói càng không bờ bến. Ngươi chắc chắn trưởng thành thiên hạc yêu độc đều không phải là vấn đề lớn lao gì, nói bậy nói bạ. Trần Phi trong lòng lúc này đang nổi lên một đoàn lửa, tức cũng tức bất diệt. Loại chuyện này mà hắn thật giống như thật đã không phải lần thứ nhất gặp được chứ. Nhớ năm đó, trên trái đất, loại này ngu đần, đơn giản là một chùm chuỗi, không nghĩ tới hôm nay đến cái này tu chân giới tới, vẫn là như nhau, não C không bao giờ diệt. Vốn là, coi như là đến cái này tu chân giới tới, hắn vậy vẫn là không có quên mình từng là bác sĩ, như vậy thân phận. Suy nghĩ thầy thuốc lòng cha mẹ và cho vậy thương khôn đạo nhân một ít mặt mũi. Không cùng một ít ngu đần vậy kiến thức, nhẫn nại liền hơi nhịn một chút đi, nhưng bây giờ, thái độ này có thể nhịn. Đã như vậy, ra không hầu hạ được chưa? Đúng vậy, ta đúng là đang nói hưu nói vượn. Hai vị, thời điểm không còn sớm, muốn không chuyện gì khác, liền xin trở về đi. Trần Phi lạnh lùng nói, thằng tiếp hạ lệnh trục khách. Người đây là đang đuổi chúng ta đi. Vậy Lam Kình lão nhân sắc mặt đổi được hơn nữa khó khăn xem. Cả người kích động ra một cổ khí thế kinh khủng, nhìn chằm chằm Trần Phi. Ở nơi này đảo Thương Lam chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, lại có người dám đối với bọn họ hạ lệnh trục khách, dám bọn họ đi. Lão già kia, xem ra ngươi hôm nay là thành tâm tới gây chuyện chứ. Lão già kia, xem ra ngươi hôm nay là thành tâm tới gây chuyện chứ. Đối phương cái này lại 3 lần quá đáng, cũng là làm Trần Phi có chút nổi cáu. Không sợ hãi chút nào, tranh phong tương đối, nhìn vậy Lam Kình lão nhân con ngươi xâm nhiên mở miệng nói, đây là ta Minh thần động, không phải ngươi đảo Thương Lam, muốn đùa bỡn uy phong, cút về nhà ngươi đùa bỡn, nếu không ngươi nếu là muốn ở ta Minh thần động gây chuyện, cứ việc nói thẳng. Ngươi là cảm thấy ta Trần Phi không có biện pháp thu thập ngươi. Hắn tiếng nói rơi xuống bây giờ, Trần Phi lòng bàn tay phải trực tiếp là không lưu dấu vết vung lên, một cổ màu ngà linh quang lặng lẽ không hơi thở rơi xuống. Chìm vào đất đai. Rồi sau đó chính là có từng luồng chôn sâu ở lòng đất khí tức nguy hiểm chậm rãi phun trào ra xuất hiện. Trận văn lóe lên. Dĩ nhiên, vậy Lam Kình lão nhân nhưng thật giống như cũng không cảm giác được. Đây cũng là hắn lá bài tẩy, ở trận kinh không dưới sự chỉ đạo, hao tốn ước chừng nửa tháng thời gian, mới ở đại điện này chỗ sâu miễn cưỡng không biết thành công, chôn nhân trận tầng 5 trận pháp. Nếu không phải bởi vì là nàng bây giờ trận pháp tu vi,
coi như là ở trận kinh không dưới sự chỉ đạo, vậy thực đang bố trí không ra nhân trận lục trọng trận pháp, như vậy, hắn bây giờ sức và lá bài tẩy còn biết mạnh hơn. Bất quá, nhân trận tầng 5 trận pháp, muốn dùng tới thu thập cái này não xê trò vui vậy tuyệt đối là đủ rồi. Ừ, đây là cảm giác gì, không phải là... Vậy Thương Khôn đạo nhân giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên co rúm một cái, rồi sau đó, một vẻ khiếp sợ vẻ liền xuất hiện ở mặt hắn lên. Rồi sau đó liền gặp hắn có chút kinh dị, có chút khó tin thật sâu nhìn Trần Phi một cái, cuối cùng lập tức nhanh chóng đem vậy sẽ phải nổi giận Lam Kình lão nhân cho ngăn lại, nhìn về Trần Phi, nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trần động chủ, hai người chúng ta lần này tới, thật không có ác ý gì. Cũng chỉ là muốn giải quyết ta cái này lão huynh đệ trên người độc. Xin lỗi, năng lực ta có hạn, xin hai vị mời cao minh khác. Trần Phi không chút do dự đem lời nói thanh cắt đứt, lạnh lùng nói, còn nữa, ta Minh Thần Động không hoan nghênh hai ngươi, cho nên, bây giờ mời hai vị lập tức rời đi, các người nếu là cảm thấy ta lời nói đùa, làm nói xạo mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả, tự gánh lấy hậu quả, tốt, rất tốt. Người hắn mà thật lấy là người coi là thập. Vậy Lam Kình lão nhân trực tiếp là phản giận, yêu khí cuồn cuộn, trừng mắt mà tính, vô cùng đáng sợ. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người trực tiếp là hàn mang thoáng qua. Cổ tay làm bộ thì phải móc một cái, màu ngà linh quang hư vô ở giữa trùng trùng hướng vùng đất kia hạ đè xuống. Sâu trong lòng đất lập tức giống như là có phản ứng gì, trận quang lóe lên. Giật tán ra làm người ta hoảng sợ hơi thở, có thể nhưng vào lúc này, nhưng dị biến phát sinh. Vèo. Chỉ gặp vậy Thương Khôn đạo nhân trong tay trực tiếp là ngay tức thì xuất hiện một chuôi bích quang lóe lên cây trúc, vậy cây trúc phía trên hơi thở mặc dù hết sức ôn hòa, có thể ở thấy, cảm giác được sau đó, Trần Phi mí mắt nhưng đột nhiên quất rút ra, vậy con ngươi, trực tiếp là có chút co rút lại. Lên, thượng phẩm pháp khí. Một vị yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa một kiện thượng phẩm pháp khí như vậy tổ hợp, chỉ sợ cũng coi như là nhân trận tầng 5 trận pháp, vậy rất khó đem ngăn trận. Dù sao lấy hắn hiện nay tu vi cùng trận pháp cảnh giới, nhưng mà không phát huy ra được nhân trận tầng 5 trận pháp toàn bộ uy lực. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, vốn là Trần Phi trong lòng còn có chút thẳng thắn cuồng loạn, nóng nảy bất an đang lúc, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng trực tiếp là làm hắn đột nhiên sững sốt một chút, rồi sau đó miệng mở lớn. Trợn mắt hốc mồm đứng lên. Phịch. Bởi vì làm cho này Thương Khôn đạo nhân cầm ra thượng phẩm pháp khí cây trúc, lại có thể không phải là vì hướng hắn động thủ, mà là một gậy trúc tử, hướng ngược lại ở đó Lam Kình lão nhân kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp là một chút tàn nhẫn nện ở trên ngực của hắn mặt. Phịch một tiếng vang thật lớn, vậy Lam Kình lão nhân trực tiếp là bị đập bay ra ngoài, cả người sau đó ngay tức thì đụng phải vậy trong đại điện trên vách tường, rắc 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 vết nứt nứt nẻ đi ra. Tung lên khói báo động từng cơn, cùng với tường kia mặt sụp đổ thanh âm, như vậy chọc tai. Đem đập bay ra ngoài, rầm một tiếng, đụng đến đại điện bên trong trên vách tường. Cái này CMN, phục hồi tinh thần lại, Trần Phi trên mặt thần sắc lại là kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm. Cái này chẳng huống gì, hắn làm sao xem không hiểu à? Thương Khôn ngươi làm gì? Vậy Lam Kình lão nhân vậy có chút ngây dại. Lắc lắc từ vậy trong phế tích đứng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt khó tin nhìn Thương Khôn đạo nhân, liền con ngươi cũng hơi có chút rung rung. Giống như là không hiểu, mình cái này hơn nửa đời người, đáng tánh mạng tương giao bạn già, tại sao phải giống như vậy đột nhiên hướng hắn động thủ. Lam Kình, người có phải hay không quên trước khi tới, người đã đáp ứng ta cái gì? Chúng ta ngày hôm nay đến cửa là có chuyện muốn nhờ, mà không phải là giống như ngươi như bây giờ. Tranh cãi vô lý đùa bỡn uy phong. Có thể vậy Thương Khôn đạo nhân lúc này sắc mặt vậy rất lạnh nghiêm túc, nhìn Lam Kình lão nhân không khách khí chậm rãi nói. Nghe vậy, vậy Lam Kình lão nhân chợt cả người chấn động một cái, nhưng sau đó lại gặp hắn giận dữ không bần, nói chúng ta là tới cầu người, nhưng mà hắn. Hắn chợt vung tay lên, chỉ hướng Trần Phi. Nhưng mà hắn rõ ràng bản lãnh gì cũng không có, còn lại dám nói khoác mà không biết ngược. Nói thiên hạc yêu độc đều không phải là vấn đề lớn lao gì, loại người này, có cái gì tư cách để cho chúng ta cầu. Hắn trong lời nói đối với Trần Phi không tín nhiệm cùng khinh miệt, lộ ra thấy rõ. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi trong con ngươi không tự kìm hãm được lại là lau một cái nhàn nhạt dùng mình lướt qua, nhưng sau đó, lại có một loại nghiền ngẫm vậy đồng tình,
cướp lấy, chậm rãi hiện lên trên gò má của hắn. Quả nhiên, người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương. Làm một danh y sinh, thầy thuốc lòng cha mẹ, hắn có thể hiểu đối phương hiện vào lúc này người chúng, không chỉ độc hốt hoảng, cùng bất an. Ở thời điểm này, càng từng giây từng phút trôi qua, thì càng đại biểu hắn khoảng cách tử vong, càng gần một bước. Không có người có thể không thèm chú ý đến chết, ai có thể có lớn như vậy quyết đoán. Cho nên, ở nơi này loại tuyệt vọng giai đoạn người sẽ đương nhiên đổi được nhạy cảm, tâm trạng nóng nảy, thậm chí thất thường. Có thể coi là như vậy, nếu như liền mình cũng không khống chế được mình cũng không muốn cho mình tương lai một cái cơ hội, một cái hy vọng, một cái kỳ tích, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào những người khác sao? Như thế ngây thơ sao? Mà chống đỡ phương tuổi như vậy, có thể đã không phải là đứa bé. Sớm nên qua ngây thơ tuổi tác. Hắn Trần Phi cũng không có nghĩa vụ là người của đối phương sinh, không tới trả tiền. Có câu nói thật tốt, từ làm bậy không thể sống à. Bản lãnh có hay không, là làm được, mà không phải là nói ra được. Nếu là Trần Động Chủ thật có thể chữa khỏi trên mình ngươi thiên hạc yêu độc, vậy ngươi, lại có cái gì tư cách nghi ngờ hắn? Thương Khôn đạo nhân lạnh lùng mở miệng nói, liền giọng đều không phải là như vậy khách khí. Có thể nghe nói thấy vậy nghe được cái này, Trần Phi cũng không do tâm trong cười lạnh hơi bĩu môi, bởi vì là đối phương lời này nhìn như đang cùng vậy Lam Kình lão nhân đối chọi tương đối gay gắt, nhưng trên thực tế đâu. Cũng không qua chẳng qua là đang cho hắn Trần Phi hạ bộ mà thôi. Nếu là thật có thể đem lão già kia trên người cái gì thiên hạc yêu độc chữa khỏi. Xin lỗi, ta thật giống như căn bản là không có định cho hắn trị chứ. Như vậy từ làm nhiều tình thật rất có ý tứ sao? Ta lại có cái gì tư cách nghi ngờ hắn? Vậy Lam Kình lão nhân trên mặt thần sắc một hạ cương cương, ánh mắt phức tạp lóe lên, yên lặng hồi lâu, mới gặp mắt thần lạnh lùng nhìn về Trần Phi, nói, nếu như ngươi có thể đem trên người ta cái này thiên hạc yêu độc chữa khỏi, ta liền thu hồi trước những lời đó, thừa nhận ngươi năng lực. Ha ha! Trần Phi suy thanh cười một tiếng. Ta không cần ngươi thừa nhận, hơn nữa, ta cũng căn bản là không có nghĩ tới giúp ngươi y độc. Ta cảm thấy ngươi còn chưa muốn quá từ làm nhiều tình, tự cho là đúng tốt. Trần Phi lắc đầu một cái, bất thiết nhất cố cười lạnh nói. Hắn thừa nhận, ta Trần Phi y thuật còn cần hắn tới thừa nhận. Nhất định chính là cười nhạo. Ngươi nói gì, nghe vậy vậy Lam Kình lão nhân không khỏi ánh mắt một trống, một cổ giận dữ vẻ cuồng trào ra, yêu khí cuồn cuộn, vô cùng kinh người. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy sạch sẽ lanh lẹ cự tuyệt hắn, hơn nữa, còn nói hắn từ làm nhiều tình, tự cho là đúng. Có thể cùng lúc đó, trừ cái này ra, trong lòng của hắn nhưng còn có một chút điểm yếu ớt hối hận cùng hốt hoảng tâm trạng, dần dần phá vỡ trùng vây, mọc rễ nảy mầm trưởng thành. Nếu là thằng nhóc này, Trần Phi thật có năng lực có thể đem trên người hắn thiên hạc yêu độc diệt trừ, vậy chính hắn mới vừa rồi được là... Há chẳng phải là đem một cái có thể chữa khỏi người hắn, gắng gượng đẩy ra phía ngoài. Nghĩ đến đây, may là Lam Kình lão nhân dung chuyển trời đất nhiều năm như vậy, cũng là không khỏi lập tức sau lưng có chút lạnh phong vèo vèo, trong lòng lạnh cả người. Nhưng có câu nói tốt, càng người lớn tuổi, thì tựa hồ càng kéo không dưới mặt hắn vậy tấm mặt mũi. Không chỉ có như vậy, một ít người lớn tuổi còn lại là giống như liền lá gan cũng nhỏ đi vậy, đừng nói là gương mặt đó cùng mặt mũi. Coi như là muốn làm hắn là chính hắn trước khi sai lầm được là trả tiền, cũng là thiên đại khó khăn. Tình nguyện một con đường đi, vậy tuyệt không muốn chủ động mất mặt, nhận sai quay đầu. Vì vậy sau đó liền gặp mắt thần lạnh nhạt nhìn về Trần Phi, trên mặt mất đi bất kỳ biểu lộ gì, rất là lạnh như băng, nói, người tuổi trẻ, có mấy lời mặc dù là học sinh cũ thường nói, nhưng ta nhận là bây giờ vẫn là cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Ở nơi này tu chân giới. Từ trước đến giờ là lấy thực lực vi tôn, quả đấm lớn mới là thật lý. Mà ngươi bây giờ, lại dám cự tuyệt ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta thẹn quá thành giận, muốn ngươi mảng chó? Thẹn quá thành giận, muốn ta mảng chó? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, thậm chí đến cuối cùng cũng còn khóe miệng gợi lên lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Nếu là có người thật có thể làm được chuyện như vậy, ta quả thật theo lý biết sợ. Bất quá! Trần Phi hơi dừng một chút. Một tiếng giễu cợt, bất quá, ý ngươi, là nói ngươi chính là người như vậy. Nếu không ngươi cho là thế nào, vậy Lam Kình lão nhân trong mắt hàn mang bạo tránh, sát ý cuồn cuộn. Trần Phi tuét miệng cười nói, nếu không ngươi liền thử một chút. Dứt lời ở giữa,
một cổ không thể nào căn nguyên bắt khí tức nguy hiểm bắt đầu từ hắn bên trong thân thể chậm rãi xông ra. Thật ra thì hắn bây giờ cũng đã không làm sao tức giận, bất quá, hắn chỉ là muốn xem loại này không tới Hoàng Hà lòng không chết, không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại người, quá mức tự cho là đúng, hắn từ làm nhiều tình, đến cuối cùng, sẽ là như thế nào kết cục đâu. Cái này thật rất để cho người tò mò, không phải sao? Người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương à? Trần Phi không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Vậy Lam Kình lão nhân nghe, trên mặt giống vậy hiện ra làm run sợ lòng người nguy hiểm vẻ, cả người yêu khí cuồn cuộn, vô cùng mạnh mẽ, nhìn Trần Phi, một chữ một cái lạnh lẽo nói, đã như vậy, ta cũng không có hứng thú sẽ cùng ngươi nói thêm cái gì. Ngươi muốn tìm cái chết, tốt lắm, vậy ta Lam Kình lão nhân tác thành ngươi. Oanh! Dứt lời ở giữa, một quyền tựa như là khai sơn phách vậy, hàm chứa vô cùng lực đạo. Yêu khí cuồn cuộn, ở đó giữa không trung thành là duy nhất, chung quanh tất cả bất kỳ hết thảy, cũng đang phát run, đều run rẩy động. Thẳng tắp hướng Trần Phi đầu đánh, không có lưu tình. Nhưng sau đó, vậy một đạo bích quang lóe lên cây trúc nhưng mau như tia chớp, để ngang phía trước, điểm ở một quyền này trên, lúc này ngay tức thì tung tóe ra kinh khủng đánh vào, đem vậy Lam Kình lão nhân quả đấm cho đánh lui về. Lam Kình, ta cuối cùng nói lại lần nữa, ngươi nếu là còn như vậy. Từ bây giờ về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Người đi người ánh mặt trời đạo ta đi ta cầu độc mộc, lại không gặp nhau. Lần này, Thương Khôn đạo sắc mặt người bình thản lên tiếng, tựa hồ liền nói nặng lời ý niệm cũng không có. Nhưng chính là loại này bình thản, nhưng làm vậy Lam Kình lão nhân trên mặt thần sắc sốt cuộc có chút biến, luống cuống. Dẫu sao, nhiều như vậy năm biết rõ, hắn lại làm sao có thể sẽ nghe không ra. Thương Khôn đạo nhân cái này bình thản trong lời nói bao hàm, là chân chánh tuyệt quyết hà. Thương Khôn ngươi đừng tức giận, ta im miệng, ta dừng tay, rồi sau đó, hắn lập tức không chút do dự có chút vội vàng nói. Vội vàng dừng tay. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trên mặt thần sắc bình thản, yên tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, không lên tiếng. Trần động chủ, xin lỗi. Vậy Thương Khôn đạo nhân lại một lần nữa hướng Trần Phi hơi khom người, mang xin lỗi nói. Hy vọng ngươi có thể lý hiểu một chút, ta người bạn cũ này, hắn trước kia thật ra thì cũng không phải như vậy. Chủ yếu là cái này thiên hạc yêu độc, thật sự là quá bá đạo, làm hắn đã có chút không gánh nổi. Ai? Phải không? Vậy ta có thể hiểu. Trần Phi mặc dù có chút ý động, có thể loại giọng nói này, nhưng rõ ràng cho người cảm giác qua loa lấy lệ, và không nói thật. Cái này làm vậy Thương Khôn đạo nhân không khỏi thần sắc nở nụ cười khổ, lắc đầu một cái. Bỏ mặc nói thế nào, ta cái này bạn già thái độ quả thật có chút không tốt lắm, ta thay hắn, hướng Trần động chủ ngươi đạo thanh áy náy, bồi cái không phải. Sau đó, liền lại gặp hắn hướng Trần Phi khom người cúi đầu một cái, sau mới diễn cảm nghiêm túc mở miệng nói, Trần động chủ, ta biết hỏi như vậy có thể sẽ có chút làm ngươi cảm thấy mất hứng, bất quá, ta hay là muốn lại chắc chắn một lần. Ta bạn cũ Lam Kình trên mình độc này, ngươi thật có biện pháp có thể giải quyết sao? Trần Phi con mắt chớp mắt, không nói gì, cứ như vậy một chút đổi được trầm mặc. Loại chuyện nhỏ này, vậy cái gọi là khó dây dưa thiên hạc yêu độc, ở hắn xem ra hoàn toàn cũng không là vấn đề, giống như đùa giỡn, tùy tùy tiện tiện cũng có thể giải quyết, nhưng bây giờ, trải qua trước những cái kia tình trạng, hắn nhưng có chút không muốn tự ôm phiền toái trên người. Không có ý nghĩa, cái này cũng không phải là trên trái đất, hơn nữa còn như thế cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Liền trên người hắn độc này, đối với ta lại nói, không phải vấn đề lớn lao gì. Cuối cùng Trần Phi vẫn là như vậy thản nhiên nói, không có lên tiếng chối, cũng không có cầm cái gì khác lời qua loa lấy lệ. Hắn nói như vậy, ngược lại không phải là hắn đã nghĩ xong muốn là vậy Lam Kình lão nhân chữa bệnh y độc, mà chẳng qua là hắn đơn thuần không muốn nói láo mà thôi. Hắn lời vừa nói ra, vậy Thương Khôn đạo nhân cùng với Lam Kình lão nhân trên mặt cũng nổi lên kích động thần sắc. Sau đó lại là gặp vậy Thương Khôn đạo nhân kích động nhìn về Trần Phi, khẩn cầu, vậy đã như vậy, có thể hay không mời Trần động chủ ngươi ra lần này tay, giúp Lam Kình giải quyết hết trên người hắn thiên hạc yêu độc. Vô luận thành bại hay không, ta hai người nhất định sẽ có hậu tạ, cuộc đời này không quên. Vậy Lam Kình lão nhân cũng là một mặt phức tạp, cùng có chút mong đợi nhìn Trần Phi. Nếu như trên người hắn độc này thật có thể bị Trần Phi giải quyết hết nói, vậy đây đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ đương nhiên là lớn nhất tin tức tốt. Xin lỗi, ta tạm thời không cái đó dự định. Hai vị vẫn là mời Cao Minh khác đi.
nhưng sau đó, Trần Phi nhưng không chút do dự cự tuyệt, làm vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người đều có chút mặt liền biến sắc. Trần động chủ, trước Lam Kình thái độ là có chút không đúng, ta ở nơi này hướng hắn vì ngươi nói xin lỗi. Đều là hiểu lầm mà thôi, không cần phải như vậy đi. Sau đó liền gặp vậy Thương Khôn đạo nhân vội vàng hướng Trần Phi nói. Mà vậy Lam Kình lão nhân, hắn lúc này trên mặt thần sắc cũng có chút một hồi trắng một hồi xanh lơ. Một lát sau, mới gặp hắn hung hăng cắn răng một cái, nói, Trần động chủ, ta là ta trước khi lỗ mãng hướng ngươi nói xin lỗi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết hết trên mình cái này thiên hạc yêu độc, thiên tài địa bảo, tu luyện công pháp, còn có linh thạch, ngươi theo liền mở miệng, tùy tiện chọn. Cái này được chưa? Nghe được cái này, Trần Phi trong lòng suy cười một cái, tên này như bây giờ vậy hình dáng giống như là chính hắn rất được ủy khuất như nhau, chỉ như vậy nhẹ nhõm một câu lỗ mãng, nhẹ nhõm một câu áy náy, liền muốn thôi, bỏ qua hết thảy, đây coi như là thật đem hắn Trần Phi xem thành là cái gì. Phung thì tới chiêu chi vừa đi. Thật lấy là thật lực hơi mạnh một chút, là cái gì đảo Thương Lam đảo chủ, thì ngon. Xin lỗi. Xem ra hai vị là nghe không hiểu ta nói gì nữa. Tốt lắm, vậy ta liền lại rõ ràng rất rõ ràng và các người nói một lần. Trên người hắn độc này, ta có thể trị, không quá ta thật giống như không nghĩa vụ giúp hắn trị chứ. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, rồi sau đó nhàn nhạt nói, lại một lần nữa hạ lệnh trục khách, ta cái này Minh Thần Động không hoan nghênh hai vị, nếu là không việc gì những chuyện khác, mời rời đi đi. Họ Trần. Người thật muốn cho mặt không biết xấu hổ. Vậy Lam Kình lão nhân lập tức lại trở mặt, không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ nói ra những lời này, trong lòng không tự kìm hãm được hoảng hốt, cả giận nói. Đúng vậy, ta bây giờ chính là cho mặt không biết xấu hổ, người có thể làm gì ta? Trần Phi sắc mặt vậy lại trầm xuống, nhìn về vậy Lam Kình lão nhân, nhàn nhạt nói. Trần động chủ, không biết chúng ta cần phải làm sao, cho ra dạng gì thù lao? Người mới nguyện ý giúp Lam Kình giải quyết trên mình cái này thiên hạc yêu độc. Cùng lúc đó, vậy Thương Khôn đạo nhân nhưng là mặt không cảm giác nhìn về Trần Phi chậm rãi nói. Nghe được vậy đối phương lời này khí, Trần Phi con người hơi ngưng ngưng, nhưng sát theo, hắn vẫn là kiên quyết lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, như thế nào cũng không được. Trời làm bậy do có thể sống, từ làm bậy, không thể sống. Thương Khôn đạo chủ ngươi hẳn rõ ràng đạo lý này chứ. Tuy nói là một danh y sinh, hẳn vâng chịu hành nghề y tế thế lý niệm, thầy thuốc lòng cha mẹ, chữa bệnh cứu người. Nhưng bác sĩ trừ là bác sĩ ra, còn là một người, làm người có ranh giới cuối cùng. Không có ai sẽ nguyện ý đi trợ giúp một cái xem thường người mình. Cho dù là hắn rất có tiền, rất có thân phận, rất có thực lực, đó cũng là giống vậy. Vậy nếu là ta nguyện ý đem cái này bích quang trúc thành tựu là thù lao, tặng cho Trần Phi Trần động chủ ngươi. Mời ngươi ra tay giúp Lam Kình giải quyết trên mình vậy thiên hạc yêu độc, có thể không? Ngay sau đó, vậy Thương Khôn đạo nhân lại nói ra như vậy một phen kinh người nói. Thương Khôn, ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì, cái này bích quang trúc nhưng mà ngươi bổn mạng pháp khí, thượng phẩm pháp khí. Ngươi nói phải lấy ra đưa cho hắn, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Vậy Lam Kình lão nhân trực tiếp là nhảy cỡn lên, sắc mặt kinh biến nói. Một kiện thượng phẩm pháp khí có chân quý dường nào, có nhiều ít giá trị, ở bên trong tu chân giới này bất kỳ một người nào, bất kỳ một người tu sĩ, cũng sợ rằng không có bất kỳ người sẽ không biết. Phải biết, coi như là Vân Long Sơn như vậy có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trấn giữ siêu cường thế lực, cử tông trên dưới đều tìm không ra một kiện thượng phẩm pháp khí. Thậm chí liền vậy Vân Long Sơn hiện nay duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàm trấn người, bây giờ trong tay. Cũng vẫn chỉ có một kiện trung phẩm pháp khí cao cấp, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao? Nhưng bây giờ, Thương Khôn lại muốn đem như vậy giá trị liên thành chí bảo chắp tay nhường nhịn, cho vậy Trần Phi thành tựu là ra tay chữa trị giải độc thù lao, cái này như thế nào làm Lam Kình hắn không tâm thần hỗn loạn, khó mà tiếp nhận. Cũng chỉ một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi, vật ngoại thân, không có thể tìm lại, có thể hai chúng ta đều đã hơn nửa đời người giao tình. Chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho ta buông tay bỏ mặc, coi mà không gặp? Vậy Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, bình thản nói. Sau đó liền gặp mắt thần lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại, nói Trần động chủ, như vậy cũng có thể chứ? Ta dùng cái này bích quang trúc, để đổi lấy ngươi ra tay một lần, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem Lam Kình trên mình cái này thiên hạc yêu độc giải quyết hết.
Thương Khôn đảo chủ, ta nghĩ, các người có phải hay không lầm một chuyện. Có thể Trần Phi trên mặt nhưng hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, lắc đầu nói. Ta chẳng qua là đơn thuần không muốn giúp hắn mà thôi, người cầm ra cái gì dạng thù lao, đều cùng ta không liên quan. Lời vừa nói ra, vậy Thương Khôn, Lam Kình trên mặt thần sắc đều thay đổi đổi. Hiển nhiên, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt, kết nối với phẩm pháp khí Bích Quang Trúc, đều không muốn. Sau đó, liền gặp vậy Lam Kình lão nhân trên mặt chợt hiện ra một tia cười lạnh, nhìn Trần Phi châm chọc đứng lên, nói ta cuối cùng là xem rõ ràng, xem ra ta trước nói ngươi nói khoác mà không biết ngược, là thật không sai. Ngươi chắc chắn ngươi chẳng qua là đơn thuần không muốn giúp ta, mà không phải là, ngươi căn bản cũng không có năng lực giải quyết thiên hạc yêu độc. Ở hắn xem ra, Trần Phi đây căn bản cũng không phải là không muốn Bích Quang Trúc, mà là hắn biết mình căn bản cũng không có như vậy năng lực, không có như vậy vốn, căn bản là không giải quyết được trên người hắn thiên hạc yêu độc. Nếu không, chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm sao có thể đủ ngăn cản thượng phẩm pháp khí cám dỗ. Đùa giỡn hay sao? Phải không? Quả thật, ta không có hứng thú cùng ngươi nói cái gì đạo lý lớn, chẳng qua là, có lúc làm một cái ếch ngồi đáy giếng, thật là một kiện rất đáng buồn sự việc, không phải sao? Trần Phi lần này vậy lười được lại tức cái gì, chậm rãi đứng dậy, đi về phía vậy sau khi nghe sắc mặt lại biến đổi Lam Kình lão nhân, nhàn nhạt nói, đưa tay tới. Ngươi muốn làm gì? Vậy người sau nghe vậy thấy vậy mặc dù là đang chất vấn, cũng không biết vì sao, hắn vẫn còn là điều kiện phản xạ đưa tay ra. Mặc dù ta đại khả để mặc cho ngươi ếch ngồi đáy giếng ý tưởng, bất quá, luôn là như vậy bị người nghi ngờ, ta cũng có chút phiền, hơn nữa, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ngươi như vậy ý tưởng đi ra khỏi nhà, hay là nên làm người lưu một đường, cho chính ngươi lưu cái đường lui chứ? Vừa nói, Trần Phi trực tiếp đưa tay ra ở đó Lam Kình lão nhân trên cổ tay đánh mấy cái, từng luồng màu ngà linh quang tràn ra, tràn vào đối phương trong cơ thể. Chỉ như vậy vẻn vẹn chỉ là chốc lát ở giữa. Vậy người sau, Lam Kình lão nhân con ngươi chính là đột nhiên teo lại tới, không ngừng run rẩy. Lam Kình, như thế nào? Thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn kia vẫn không rõ Trần Phi muốn làm gì. Kích động hỏi. Chỉ gặp vậy Lam Kình lão nhân cả người run lên, sau ánh mắt có chút phức tạp nhìn một cái Trần Phi, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, lúc này mới môi ngoạ nguậy, chậm rãi thấp giọng nói có hiệu quả. Thật, vậy thì thật là quá tốt. Nghe vậy vậy Thương Khôn đạo nhân già nua trên gương mặt dĩ nhiên là ngay tức thì kích động, trên môi cầm hai cái long lanh trong suốt râu dài lấp lánh sáng lên, nhìn về Trần Phi, xin xỏ, Trần Động Chủ, ta ở nơi này chân thành khẩn cầu ngươi ra tay một lần, cứu ta người bạn cũ này một mạng. Cái này Bích Quang Trúc, làm thù lao, ngươi cứ việc cầm đi. Lần này, vậy Lam Kình lão nhân cuối cùng không dám nói sau bất kỳ nói nhảm. Chẳng qua là một mặt mong đợi và kích động nhìn Trần Phi. Không có biện pháp, sự việc làm ở trước mắt, hắn chẳng lẽ còn sẽ không tin sao? Xin lỗi, ta không cái đó hứng thú, các người khác tìm Cao Minh đi. Có thể Trần Phi vẫn là cự tuyệt tương đương dứt khoát. Dứt khoát lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không phải, Trần Động Chủ, người nếu là cảm thấy cái này Bích Quang Trúc còn chưa đủ, còn cần gì, cứ việc nói, chúng ta coi như là móc sạch của cải, vậy tuyệt đối nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới. Vậy Thương Khôn đạo người mặt liền biến sắc, bất đắc dĩ nói. Mà ở nghe đến chỗ này, thấy trạng huống như vậy, vậy Lam Kình lão nhân khóe miệng đắng chát còn có trong lòng hối hận, thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nếu không phải hắn mới vừa rồi miệng thúi, từ làm bậy, tại sao có thể có như bây giờ bất đắc dĩ đến tiếp sau này tiến triển? Đây hoàn toàn là hắn tự tìm. Thương Khôn đạo chủ, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ biết chưa? Từ làm bậy không thể sống. Các người ngày hôm nay coi như là ở nơi này nói xé trời, ta cũng sẽ không xuất thủ. Trần Phi sắc mặt bình quên đi vậy Thương Khôn đạo nhân một cái, sau đó không chút do dự lắc đầu một cái, nói, ngoài ra, lấy hai vị thực lực, liền tính ta xác thực không có biện pháp đuổi các người đi, bất quá, các người không đi ta đi được chưa? Các người muốn thì nguyện ý tiếp tục ở đây trong đại điện đợi, vậy thì tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Dứt lời. Hắn không chút do dự xoay người, muốn rời khỏi. Đợi một chút, Trần Động Chủ dừng bước, nghe vậy thấy vậy vậy Thương Khôn đạo sắc mặt người rốt cục thì đại biến nói. Mở miệng ngăn trở. Rất hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thái độ sẽ kiên quyết như vậy,
thật không muốn ra tay. Trần động chủ, ta biết mới vừa rồi là ta nói sai, bất quá, coi như là thượng phẩm pháp khí bích quang trúc làm thù lao, người cũng không muốn ra tay một lần sao. Người có thể biết, như vậy chí bảo là biết bao giá trị không rẻ, giá trị liên thành. Liền Lam Kình lão nhân rõ ràng cũng có chút luống cuống, nói. À, thượng phẩm pháp khí, rất chân quý sao? Nghe vậy Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng. Thốt ra lời này lối ra, trực tiếp là làm vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người lại ngây ngẩn. Trần Phi loại giọng nói này, là ý gì? Chẳng lẽ ở hắn trong mắt, thượng phẩm pháp khí còn không coi là đủ chân quý sao? Hắn thật lấy là mình là cái gì à? Nhưng mà, hai người bọn họ trong lòng ý niệm này cũng còn chưa tiêu rơi rớt đi, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng trực tiếp là làm bọn họ lập tức ánh mắt bạo xúc, há to miệng, người sau dần dần đổi được trợn mắt hốc mồm đứng lên. Thần sắc rung động, bởi vì là chỉ gặp Trần Phi vừa hướng vậy đại điện ngoài cửa đi, một vừa đưa tay giơ giơ, liền gặp ở hai người họ trong tay lên, lập tức linh quang chớp mắt, sau đó một cái trông rất sống động con rối pho tượng, đạt tới một tản ra nặng hồn, phong phú hơi thở nghiên mực liền theo chậm rãi xuất hiện. T. Vậy đó là... Cảm nhận được hơi thở kia, ở thấy một màn này, vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người trực tiếp là con ngươi không ngừng được rụt một cái. Vậy người sau, vậy Lam Kình lão nhân ngươi sau lại là khó tin đờ đẫn nói, lên, thượng phẩm pháp khí, hơn nữa còn là hai kiện. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giống như là thượng phẩm pháp khí như vậy bảo vật chân quý, Trần Phi giơ tay nhấc chân ở giữa, lại có thể dễ dàng như vậy cầm ra hai kiện. Đây chính là hai kiện thượng phẩm pháp khí à? Đây là khái niệm gì? Cái này sợ rằng hãy cùng ban đầu, Trần Phi ở đó xong vũ lầu luyện đan thất trong. Dễ dàng, dễ như trở bàn tay luyện chế ra 6 văn ngân văn đan dược, như nhau làm người ta rung động. Như nhau làm người ta khó tin. Trách không được Trần Động chủ coi thường ta cái này bích quang trúc. Xem ra là ta ếch ngồi đáy giếng, mạo muội à. Một lát sau, vậy Thương Khôn đạo nhân cũng là một mặt thần sắc khổ sở lắc đầu không biết làm sao than thở, nói. Trần Phi có thể tiện tay đem cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí lấy ra, còn quả thật có năng lực. Có thể xử lý, giải quyết hết Lam Kình trên người trưởng thành thiên hạc yêu chi bổn mạng nọc độc. Hết thảy các thứ này năng lực chung vào một chỗ, liền xác thực thật là có tư cách không đem hắn vậy bích quang trúc coi vào đâu à. Nguyên lai từ đầu đến cuối, đều là bọn họ quá tự cho là đúng, ếch ngồi đáy giếng, cuồng ngông tự đại. Vậy Lam Kình là như vậy, chính hắn, vậy đồng dạng là như vậy. Ngây thơ nhận là hắn chỉ cần cắt thịt đem cái này bích quang trúc lấy ra. Đối phương liền nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bây giờ đối phương như vậy tùy tiện tiện ra tay một cái, liền trực tiếp là ước chừng hai kiện thượng phẩm pháp khí, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nói rõ hết thảy? Cái này Trần Phi, cái này mới nhô ra, không biết lai lịch gì cùng nguồn gốc người, bàn về của cải sung túc trình độ, thật là xa xa quăng ra bọn họ hai người mấy con phố à? Buồn cười bọn họ trước còn như vậy không biết rõ tình trạng, lấy là chỉ phải xuất ra liền bích quang trúc, như vậy thù lao, liền tất nhiên tuyệt đối là nắm chắc phần thắng. Đối phương không thể nào biết có thể ngăn cản to lớn như vậy cám dỗ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, sự thật ngay tại trên mặt bọn họ hung hăng sáng một bạt tai, rất đau. Trần động chủ, chẳng lẽ ngươi lại không thể khoan hồng độ lượng, thầy thuốc nhân lòng một lần? Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng. Xuất thủ cứu Lam Kình một lần, dạng gì yêu cầu và điều kiện, chúng ta cũng có thể tiếp thụ. Bất quá sau đó vậy Thương Khôn đạo nhân lại một lần nữa nhìn về Trần Phi, không muốn buông tha hy vọng nói. Thương Khôn, đừng cầu hắn, thật lấy là có chút thủ đoạn coi như cái gì à. Chẳng qua chúng ta đi thành U Lang, ta không tin, lớn như vậy một cái thành U Lang, còn không có những luyện đan sư khác có thể giải quyết trên người ta cái này thiên hạc yêu độc. Mà vậy Lam Kình lão nhân nhưng thật giống như lại không muốn cúi đầu, giận dữ, tâm trạng kích động mở miệng nói. Có thể ở nghe được những lời này, Trần Phi nhưng liên ti chút nào bước chân ý dừng lại cũng không có. Giống như cái gì cũng không nghe được, thẳng hướng vậy đại điện ra rời đi. Ai, Lam Kình, ngươi kết quả nháo đủ chưa? Ngươi phải hiểu rõ trên mình ngươi ở giữa nhưng mà trưởng thành thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc, trừ luyện đan sư cấp 4. Những thứ khác người nào có năng lực và phương pháp xuất thủ cứu ngươi. Gặp Trần Phi không chậm trễ chút nào rời đi, vậy Lam Kình than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói.
lời kia âm nghe cũng hơi có chút mệt mỏi. Luyện đan sư cấp 4. Nghe vậy, Vậy Lam Kình lão nhân cả người cứng đờ, rồi sau đó lập tức nói, vậy thì thế nào? Chẳng qua chúng ta đi ngay thành U Lang, đi tìm một vị luyện đan sư cấp 4 đại nhân, cầu hắn ra tay giúp ta giải độc. Ngươi lấy là ngươi là ai? Có thể thương Khôn đạo nhân lần này nhưng có chút không khách khí đem hắn lời nói thanh cắt đứt, lạnh lùng nói, trước không nói chúng ta có hay không tư cách cầu thấy một vị luyện đan sư cấp 4 đại nhân, cho dù có, chẳng lẽ ngươi không muốn biết muốn mời đối phương tự mình ra tay, cần phải bỏ ra biết bao to lớn giá phải trả, mới có thể làm được. Ngươi nhận là chúng ta thật có như vậy giá trị, cùng của cải sao? Ta, nghe được cái này vậy Lam Kình lão nhân rốt cục thì không nói ra lời. Ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc cứng ngắc, thậm chí có chút tuyệt vọng. Đúng vậy, hắn hồi nào không muốn biết muốn mời động một vị luyện đan sư cấp 4 đại nhân tự mình ra tay, vậy phải cần bỏ ra biết bao to lớn giá phải trả, mới có thể làm được. Mà bây giờ, như vậy giá phải trả, đừng nói là bọn họ, coi như là những cái kia hơi lợi hại chút chút cơ chân nhân cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể làm được. Mà hai người bọn họ... Nói cho cùng cũng chỉ là hai cái ước chừng chỉ có cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới tiểu yêu à. Lấy cái gì và trúc cơ chân nhân cường giả so. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được mình có chút thật đáng buồn cùng đáng thương. Sự việc làm thành như vậy, còn không phải là bởi vì là chính hắn. Thật đúng là hợp với tình thế liền câu nói kia, trời làm bậy do có thể sống nha, từ làm bậy không thể sống à. Trần động chủ dưới chân dừng bước. Mời nghe nữa ta câu nói sau cùng, mà nhưng vào lúc này, vậy Thương Khôn đạo nhân đã hướng Trần Phi rời đi phương hướng đuổi theo, la lớn. Nghe vậy Trần Phi con người hơi nhanh tránh, nhưng vẫn là dừng bước lại, xoay người, nhìn vậy đuổi tới Thương Khôn đạo nhân, nhàn nhạt nói đi, người muốn nói cái gì? Không quá ta khuyên người tốt nhất vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn cho thỏa đáng. Trần động chủ, ta biết người coi thường chúng ta cái này mỏng manh của cải, bất quá. Ta Thương Khôn muốn thì nguyện ý thần phục với ngươi, thành là ngươi người làm, lấy này làm giá tới khẩn cầu ngươi ra tay một lần nói, không biết có thể được không? Lời vừa nói ra, vậy Lam Kình lão nhân thần sắc đại biến. Trần Phi cũng là sắc mặt có chút giật mình, thần phục với hắn, thành là hắn người làm. Thương Khôn đạo nhân là ai? Đây chính là đảo Thương Lam lớn đảo chủ, lại là vị yêu thú cấp 2 cường giả đỉnh phong, tay cầm thượng phẩm pháp khí bích quang trúc dưới. Coi như là đối mặt tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, cũng là có thể cùng chi so chiêu một chút, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ một nhân vật lợi hại, nhưng lại còn nói, nếu là Trần Phi có thể giúp Lam Kình lão nhân giải độc, liền đáp ứng thần phục với hắn, thành là hắn nô bộc. Thương Khôn, người chớ có nói bậy nói bạ, chẳng qua, trên người ta độc này không chữa. Người mau thu hồi người mới vừa lời kia, đùa gì thế? Sau đó liền gặp vậy Lam Kình lão nhân tâm trạng kích động mở miệng nói. Làm trò đùa, thần phục Trần Phi, thành là hắn nô bộc. Nhưng lúc này đây Thương Khôn đạo nhân nhưng liền cảnh cũng không có để ý hắn, nhìn về Trần Phi, một mặt thành khẩn, nói, như thế nào, Trần động chủ, nếu là ta nguyện ý như thế, không biết ngươi có thể xuất thủ hay không cứu Lam Kình lần này. Không so đo hắn lần này thái độ, cùng lỗ mãng. Thương Khôn, ta, nghe được cái này. Vậy Lam Kình lão nhân hốc mắt ngay tức thì ửng đỏ. Cái này nháy mắt tức thì, hắn thật là hận không được cho chính hắn một dao, bởi vì là hết thảy các thứ này nếu không phải là bởi vì là hắn, như vậy cuồng ngông rốt nát, như vậy tự cho là đúng, như vậy nói khoác mà không biết ngược, thì đâu đến nổi, làm thành như bây giờ cục diện. Mà ở gặp đến đây, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người ánh sáng nhạt lóe lên, rồi sau đó lắc đầu than khẽ, nói, vì một cái người như vậy, đáng giá không? Không khỏi không thừa nhận, đối phương loại này điều kiện quả thật đối với hắn sức dụ dỗ quá lớn. Như trong tay hắn mới có thể có một cái giống như đối phương loại này thực lực thủ hạ, rất nhiều chuyện, cũng không cần cố kỵ và cân nhắc nhiều như vậy. Hắn bây giờ thiếu, đơn giản chính là thời gian, còn có trong tay không người mà thôi. Ai, Trần động chủ, ta hiện ở đây sao nói ngươi có thể không tin, bất quá lão này trước kia, thật không phải là cái bộ dáng này. Ta cùng hắn biết cũng gần nửa đời người, là quá mệnh giao tình, ta cái mạng này, cũng bị hắn đã cứu liền vô số lần, cho nên, ta bây giờ chân thực không có biện pháp làm được thì làm như không thấy, thấy chết mà không cứu à. Vừa nói, vậy Thương Khôn đạo nhân lại một lần nữa ngưng nhiên nhìn Trần Phi, hơi khom người,
nói, Trần Động Chủ, không biết cái này điều kiện, ngươi có thể hay không hài lòng. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết hết Lam Kình trên người thiên hạc yêu độc, ta thương khôn cái mạng già này, từ bây giờ về sau, chính là của ngươi. Lên núi đao xuống biển lửa, tại chỗ không chối từ. Ngoài ra, Trần Động Chủ ngươi nếu là không yên lòng, ta cũng có thể buông xuống huyết chú lời thề. Thương khôn, chớ nói, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói gì? Huyết chú lời thề, đó là theo liền có thể hiển thị sao? Vậy Lam Kình lão nhân nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, hết sức khó khăn xem cùng cuống quýt hét. Huyết chú lời thề, nhắm thẳng vào tu sĩ bản tâm, có kinh khủng sức ràng buộc, một khi hiển thị, liền thật không đường quay đầu lại có thể đi. Huyết chú lời thề, ngươi nghĩ rõ chưa, liền liền Trần Phi cũng là ngẩn ra, thần sắc khác thường nói. Dĩ nhiên, nếu là Trần Động Chủ ngươi nguyện ý xuất thủ, ta bây giờ liền có thể trước phát hạ huyết chú lời thề. Vậy Thương Khôn đạo nhân không chút do dự gật đầu một cái. Rồi sau đó, hắn lại thật dẫn đầu buông xuống huyết chú lời thề. Vèo. Lời thề chồng sau đó, một món không biết ngọn nguồn ở đâu màu máu ánh đỏ, đột ngột xuất hiện, tiến vào Thương Khôn đạo nhân thân thể, chớp mắt ở giữa, liền gặp người sau sắc mặt trắng nhợt cả người run rẩy. Trần Động Chủ, như vậy ngươi tổng nên yên tâm chứ? Vậy Thương Khôn đạo sắc mặt người trắng nhợt, nhìn Trần Phi miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười. Thương Khôn, ta. Vậy Lam Kình lão nhân miệng hợp lại tấm, tràn đầy hối hận, không nói ra lời. Ở hắn xem ra, bây giờ là chính hắn, tự tay đem mình bạn già đẩy vào tuyệt cảnh. Coi như là trên người hắn thiên hạc yêu độc bị Trần Phi giải quyết, có thể Thương Khôn cũng phải thành là đối phương nô bộc, đây chính là nô bộc à. Đáng chết, tại sao phải biến thành như vậy? Tại sao phải biến thành cái bộ dáng này à? Trong lòng nghĩ như vậy, nồng nặc áy náy cùng hối hận vẻ hung hăng quấn quanh ở Lam Kình trong lòng trên. Sau đó liền gặp hắn hung hăng cắn răng một cái, hướng vậy Trần Phi nói, Trần Động Chủ, một người làm việc một người làm. Ta biết mới vừa rồi là ta mạo phạm ngươi, ta cũng nguyện vì thế phụ trách. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải độc, ta liền nguyện thần phục với ngươi, thành là đầy tớ của ngươi, bất quá, mời ngươi thả qua Thương Khôn. Chuyện này và hắn không quan hệ. Chết uy hiếp, để cho hắn không dũng khí lựa chọn quay đầu đi mất. Có thể hắn vậy chân thực không muốn, bởi vì là hắn biết, mà để cho mình cái này hơn nửa đời người bạn già, thành là người khác nô bộc. Cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Một người làm việc một người làm, nếu là chính hắn phạm vào sai lầm, theo lý để cho chính hắn được tới chịu đựng, tới gánh vác. Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Ta đối với hắn không có hứng thú gì, nếu là hắn mà nói, vẫn là được rồi. Có thể Trần Phi nhưng không dây dưa lắc đầu một cái, hướng vậy Thương Khôn đạo nhân nói như vậy nói. Người sau, trọng tình trọng nghĩa, cho nên người như vậy hắn có thể để mắt. Còn như vậy Lam Kình lão nhân, vẫn là được rồi, hắn đối với người như vậy hoàn toàn không có hứng thú gì. Ngươi, nghe vậy vậy Lam Kình lão nhân trực tiếp là sắc mặt thay đổi mấy lần, từ từ trầm xuống, mặt đầy đắng chát. Trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn Lam Kình lão nhân là ai? Đường đường đảo thương Lam nhị đảo chủ, yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cao thủ, nhưng bây giờ, hắn coi như là tự cam đọa lạc, muốn lấy thành là đối phương nô bộc làm giá, để đổi lấy đối phương xuất thủ cứu hắn một lần, đều bị chê, đây là bực nào châm chọc. Hắn Lam Kình lão nhân, chưa từng đổi làm cho này vậy bộ dáng chật vật. Trần Động Chủ, thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn đạo nhân trong lòng cũng có chút không dễ chịu, bất quá hắn nhưng càng lý trí một ít, nhìn về Trần Phi vội vàng xé ra đề tài, nói Trần Động Chủ, không biết ta mới vừa rồi đề nghị như thế nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, ta Thương Khôn, cái mạng này, chính là của ngươi. Nếu là ngươi không thành vấn đề, ta dĩ nhiên vậy không vấn đề gì. Bất quá, giúp hắn giải độc trước, phiền toái ngươi trước hết để cho hắn im miệng, hoặc là ngất đi đi. Ta không muốn lại theo hắn nói thêm cái gì. Trần Phi gật đầu một cái, lại nhàn nhạt nói. Trần Động Chủ, ta hiểu ý. Vậy Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, chợt bước hướng Lam Kình lão nhân đi tới, nói, Lam Kình, cũng chỉ có thể tạm thời trước ủy khuất ngươi một chút. Cùng chuyện này sau đó, hẳn liền không thành vấn đề. Vừa nói, vậy Thương Khôn đạo nhân cầm ra bích quang trúc, muốn đem đánh ngất xỉu. Đợi một chút. Vậy Lam Kình lão nhân kịch liệt vùng vẫy, nhìn Thương Khôn đạo nhân tâm trạng kích động nói, Thương Khôn, người có phải điên rồi hay không? Nhanh lên dừng tay đi, độc này, không chỉ cũng được,
đủ, có thể đi theo vậy Thương Khôn đạo nhân nhưng hét lớn một tiếng, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn không có nháo đủ? Ngươi có phải là thật hay không muốn ta cố gắng hóa là một quầy bọt nước, ngươi mới cam tâm? Vẫn là nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn buông tha hết thảy, trên mình vậy thiên hạc yêu độc, bỏ mặc? Ta. Vậy Lam Kình lão nhân trực tiếp là sắc mặt thần sắc cứng lại, muốn nói lại thôi, nhưng lại thần sắc thống khổ không lời có thể nói. Buông tha, nói dễ, có thể làm, liền là thật khó khăn à. Lại có bao nhiêu người có thể làm được chân chính không thèm chú ý đến chết? Như hắn Lam Kình thật có thể làm được, hiện vào lúc này hắn lại làm sao sẽ còn tiếp tục lưu lại ở cái này? Không biết đi sao? Nói cho cùng, vẫn là hắn không cái loại đó quyết đoán cùng can đảm à. Người càng lão, thì thật càng ngày càng sợ chết. Lam Kình, người thật ra thì cũng không cần như vậy, chẳng lẽ người quên, ta cuộc sống cũng không nhiều sao? Chỉ còn lại như vậy một chút thời gian, đưa cho hắn, lại ngại gì? Rồi sau đó, vậy Thương Khôn đạo nhân bình thản thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này nhưng là thần thức truyền âm. Sau khi nghe được, vậy Lam Kình lão nhân sắc mặt thần sắc lại ngây ngẩn. Rồi sau đó ảm đạm vô cùng. Mặc dù Thương Khôn đạo nhân cùng Lam Kình lão nhân là hơn nửa đời người sống chết chí giao, có thể trên thực tế, Thương Khôn đạo nhân tuổi tác ít nhất phải so Lam Kình lão nhân lớn vòng trước. Cho nên đến bây giờ, Thương Khôn đạo nhân lần nữa không có biện pháp đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới, kéo dài dài thân mình thọ nguyên dưới trạng huống, thật ra thì đã là có chút đến gần đèn cạn dầu, không sống được mấy năm. Đối với như vậy tình trạng, Lam Kình lão nhân mặc dù biết, có thể hắn suy nghĩ một chút đều lựa chọn tính quên lãng chuyện này. Nhưng không nghĩ tới bây giờ, Thương Khôn hắn lại là ôm như vậy dự định. Nhưng mà, ta, có thể coi là như vậy, vậy Lam Kình lão nhân cũng tốt giống như vẫn là không có biện pháp tiếp nhận. Có thể rất hiển nhiên, Thương Khôn đạo nhân đã không dự định và hắn lại nói nhảm nhiều như vậy. Thừa dịp đối phương tâm thần hoảng hốt đang lúc, Thương Khôn đạo nhân khoát tay, vậy bích quang chớp mắt. Bích quang trúc trực tiếp là đập trúng đối phương trên đầu, đem đập ngất đi. Mà ở thấy tình cảnh này sau đó, vậy Thương Khôn đạo nhân lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về Trần Phi, chậm rãi khom người, cung kính nói, Trần động chủ, như vậy ngươi coi có được không? Hiển nhiên, hắn đã là tại bắt đầu thích ứng kinh sau thân phận. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, nhưng vẫn là không nhịn được ánh mắt khác thường quét hắn một cái. Không nghĩ tới đối phương lại có thể thật có thể làm được như vậy quả quyết. Vì bạn cũ, lại thật có thể buông xuống dáng vẻ, cam nguyện làm nô, làm được loại trình độ này. Bất quá việc đã đến nước này, hắn dĩ nhiên cũng không khả năng nói gì nữa đổi ý. Đem hắn mang đi, cùng ta tới. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi mở miệng nói. Đại điện này bên trong dĩ nhiên không thích hợp chữa bệnh giải độc. Chẳng qua là hắn lúc này cũng không biết. Bởi vì là vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong chôn giấu Hắc Huyền đồng tinh, nguy cơ đã là đang lặng lẽ ép tới gần bọn họ Minh Thần Động. La Quyền, người nói Minh Thần Động Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới vậy Hắc Huyền đồng tinh cũng nhanh phải bị bọn họ phát hiện, tin tức này là thật sao? Hồng Sư động nào đó bên trong mật thất, Hồng Sư đạo nhân ánh mắt như kiếm rơi vào động phủ tứ đại trưởng lão một trong La Quyền trên mình. Sắc mặt phiền muộn, tương đương khó khăn xem. Động chủ đại nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, tin tức này hẳn là 100% là thật. Trước vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới, cũng đã có Minh Thần Động người phát hiện Hắc Huyền đồng tinh tung tích, tuy nói những người đó đều bị chúng ta nội tuyến diệt trừ, có thể loại chuyện này, cuối cùng chỉ có thể lừa gạt liền tạm thời, không gạt được một đời. Vậy La Quyền thần sắc khẳng định nói, sau còn tiến hành bổ sung, nói, hơn nữa, căn cứ chúng ta chôn ở Hắc Huyền đồng quặng mỏ nội tuyến hồi báo, vậy quặng mỏ dưới. Dị thường Hắc Huyền đồng tinh khí tức đã vô cùng là nồng nặc, những cái kia Minh Thần Động người vậy bắt đầu có hoài nghi, mấy ngày trước, đã có tin tức truyền ra ngoài. Phịch! Đáng chết! Vậy Hồng Sư đạo nhân nghe vậy tức giận mắng một tiếng, ly trong tay ly trùng trùng rơi vào trên bàn, nổ bể ra, thành là bột. Như tin tức này thật đã bị vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong Minh Thần Động người, mặc trở về, bị vậy Trần Phi biết, vậy hắn Hồng Sư đạo nhân muốn lấy được cái này Hắc Huyền mỏ đồng mạch. Đạt được vậy trong Hắc Huyền đồng tinh, chỉ sợ sẽ là khó lại càng khó hơn. Như vậy to lớn cám dỗ, giá trị liên thành cực phẩm thiên tài địa bảo, ai nguyện ý chắp tay nhường nhịn đi ra ngoài, uổng công nhường cho người khác. Đó không phải là đầu óc có bệnh sao? Có thể mặc dù lời là nói như vậy,
nhưng sát theo, vậy Hồng Sư đạo nhân vậy vẫn là không nhịn được tâm tình phiền não ở đó bên trong mật thất, đi qua đi lại đứng lên. Vậy Hắc Huyền Đồng Tinh mặc dù xác thực là đồ tốt, nhưng vấn đề là, trước Trần Phi ở hắn tiệc mừng thọ lên nơi bày ra thực lực, vậy đồng dạng là chân thực có chút chút kinh người. Lại còn tính cách dị thường cường thế cùng bá đạo, liền Vân Long Sơn mặt mũi cũng không cho, như vậy cậy mạnh. Loại người này, nói thật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, coi như là hắn Hồng Sư đạo nhân, vậy chân thực không muốn tùy tiện cùng tóc sinh mâu thuẫn. Nhưng vấn đề là như lựa chọn buông tay nói, chẳng lẽ vậy Hắc Huyền Đồng Tinh, thì thật không cần. Đây chính là có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí cực phẩm vật liệu luyện khí. Giá trị liên thành à, ai cam tâm như vậy dễ dàng buông tha à. Đều không trước khi nói Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ lên phát sinh vậy hết thảy, liền trước khi nói ở đó Minh Thần Động bên trong, Trần Phi lợi hại, hắn La Quyền cũng đã là biết rất rõ ràng, chân chân thiết thiết. Cho nên, hắn hiện vào lúc này cũng không kỳ quái Hồng Sư đạo nhân phiền não cùng trần chờ. Bất quá, đối với ban đầu mình bị Trần Phi sửa chữa thảm như vậy, hắn La Quyền trong lòng vẫn là tràn đầy oán niệm. Nghĩ đến đây, vậy La Quyền trong tròng mắt liền mịt mở hiện ra lau một cái oán độc cùng uy nghiêm, rồi sau đó sâu giọng thầm hô, mở miệng nói, động chủ đại nhân, một chuyện khác ta cảm giác có cần phải hướng ngươi nói một chút. Chuyện gì, nói, vậy Hồng Sư đạo nhân ánh mắt tinh mang chớp mắt, không nhịn được nói. Động chủ đại nhân, căn cứ chúng ta chôn ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong thám tử hồi báo, vậy chôn giấu ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu Hắc Huyền đồng tinh. Rất có thể không phải ước chừng chỉ có một ít, mà là sợ rằng đã hình thành quy mô, ít nhất là bỏ túi. Ngươi nói gì, ngươi nói thế nào chôn giấu ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch dưới Hắc Huyền đồng tinh, đã hình thành quy mô, ít nhất là bỏ túi. Vậy Hồng Sư đạo nhân chợt dừng lại đang ở đi qua đi lại bước chân, hô hấp, ngay tức thì đổi được dày nặng. Ánh mắt kích động thêm đỏ bừng, bật thốt lên. Đã tạo thành kích thước Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, đó là cái gì khái niệm? Phải biết coi như là lẻ tẻ mấy giờ chôn giấu ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch dưới Hắc Huyền đồng tinh, cũng đã gợi lên hắn lòng tham lam, huống chi bây giờ, nếu là vậy Hắc Huyền đồng tinh đã tạo thành quy mô, thành là bỏ túi quặng mỏ nói. Đừng nói là hắn, coi như là bình thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, vậy cũng không thể ngăn cản như vậy to lớn cám dỗ. Bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, vậy phải thay mặt đơn nhiều ít linh thạch, đại biểu kích thước bực nào tài sản. Tự nhiên là thật, động chủ đại nhân, ta nghĩ, bọn họ có thể không có can đảm truyền chút tin tức giả trở về, lừa dối ngài. Coi như vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch hạ, chôn giấu Hắc Huyền đồng tinh không tạo thành chân chính quy mô, sợ rằng, cũng hẳn chênh lệch không xa mới đúng. Vậy La Quyền gặp mình nói gợi lên Hồng Sư đạo nhân dục vọng, vội vàng thừa thắng truy kích, thêm một cây đuốc, nói, động chủ đại nhân, ta có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nói. Vậy Hồng Sư đạo nhân ánh mắt một nghiêm túc, nhìn La Quyền chậm rãi nói. Không giống với Hắc Huyền đồng cái loại đó rác dưới, Hắc Huyền đồng tinh nhưng là chân chính bảo bối tốt, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí, như vậy cực phẩm thiên tài địa bảo, đừng nói là đã hoặc gần như tạo thành kích thước bỏ túi quặng mỏ, coi như là lẻ tẻ kẹp theo, giấu có một chút, vậy tuyệt đối là giá trị không nhỏ. Vậy La Quyền nói đến đây hơi dừng lại một chút, thanh âm có chút âm hiểm đứng lên, nói, động chủ đại nhân. Bây giờ vậy họ Trần mặc dù lợi hại, có thể bọn họ Minh Thần Động nhưng còn có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là nguồn gốc nông cạn, phía dưới chân chính kham bị trọng dụng cơ hồ một cái cũng không có. Tình huống như vậy hạ, tên kia một người sức một người không làm nên việc gì thì thôi, chỉ khi nào là phải đợi hắn phát hiện cái này Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong bí mật, đem vậy Hắc Huyền đồng tinh cho mở phát ra, vậy. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Nghe được cái này. Vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt âm trầm xuống, vô cùng làm khó xem. La Quyền nói những lời này, hắn hồi nào không biết, không hiểu. Hồng Sư đạo nhân không phải người ngu, dĩ nhiên rõ ràng La Quyền bây giờ nơi là nói cái gì. Sau đó liền gặp hắn cặp kia to lớn như chuông đồng giữ tợn mắt hổ vẻ âm trầm nồng nặc đột hiện ra, phiền não nói, người nói tiếp. Muốn nói cái gì, cũng cho ta nói ra. Vậy La Quyền vừa nghe gặp Hồng Sư đạo nhân nói như vậy, vậy rõ ràng mình điểm tiểu tâm tư kia, chỉ sợ cũng đã là bị đối phương nhìn thấu, chợt dứt khoát lười được lại giấu giếm cái gì, sắp xếp ý nghĩ một chút, mặt lộ vẻ âm hiểm vẻ, nói. Động chủ đại nhân, ta muốn người bây giờ cũng hẳn rõ ràng, vậy họ Trần bây giờ đích xác là lợi hại, liền Vân Long Sơn cũng không coi vào đâu,
liền Hắc Phong tử cũng dám đắc tội. Có thể hắn coi như là lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là hắn một người mà thôi, lật trời không được. Vậy Minh Thần Động bây giờ căn cơ quá yếu kém, tay cái kế tiếp có thể trọng dụng người cũng không có. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt thần sắc đổi được hơn nữa âm hiểm, nói, có thể, nếu là cùng vậy họ Trần, cùng vậy Minh Thần Động đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong bí mật phát hiện, đem vậy trong như vậy bàng đại quy mô Hắc Huyền đồng tinh khai thác mở rộng ra ngoài, tình huống này có thể cũng không giống nhau. Không chỉ là tài nguyên rộng vào, trọng yếu hơn chính là, nếu là vậy họ Trần, lấy này là điều kiện và lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, trắng trợn chiêu binh mua được, tìm tới một ít tên lợi hại. Vậy chúng ta Hồng Sư Động bây giờ ở phạm vi này vùng lân cận mấy trăm gần ngàn dặm địa vị, sẽ phải thật to bị uy hiếp à? Hừ! Nghe vậy, vậy Hồng Sư Đạo Nhân trong miệng trùng trùng hừ một tiếng, khạc to khí, nhưng lại còn chưa được không sắc mặt âm trầm lắc đầu một cái, phiền não nói cái này ta dĩ nhiên biết. Có thể ngươi ngày đó không thấy được, tên kia thực lực, chỉ sợ cũng coi như là nói hắn đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, vậy tuyệt không quá đáng. Cho nên bây giờ ngươi muốn cho ta đi hắn trong tay cướp đoạt tây, thực tế sao? Hiển nhiên, hắn thấy rất rõ ràng, khá vậy trong lòng hiểu hơn, lấy Trần Phi thực lực, trọng yếu hơn chính là vậy bá đạo, mạnh mẽ tính cách. Làm sao có thể tùy tiện thỏa hiệp? Muốn hắn Hồng Sư Động người vậy có thể cùng xứng đôi yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới thì thôi, nhưng vấn đề là... Nhưng vấn đề là hắn bây giờ cảnh giới tu vi, vẻn vẹn chỉ là yêu thú cấp 2 hậu kỳ à? Như vậy trình độ, đối phương nhưng mà hoàn toàn có tư cách, có thể đạp phải hắn trên đầu, hơn nữa còn không cần cho hắn chút nào mặt mũi. Nói cho cùng cũng chính là một câu nói, quả đấm lớn, mới là thật lý, người mạnh là vua. Nhưng mà nghe được cái này, vậy La Quyền nhưng không nhìn được cúi đầu, trong lòng cười nhạo một tiếng, người Hồng Sư Đạo Nhân không làm gì được vậy họ Trần, chẳng lẽ ngươi lên mặt vậy Tử Viêm Cung những người lớn, còn không làm gì được hắn. Cho nên nói à, nói tới nói lui, bất quá là hắn Hồng Sư Đạo Nhân đánh từ vừa mới bắt đầu, chỉ muốn một mình chiếm đoạt vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới Hắc Huyền đồng tinh. Nếu không, đừng nói là Tử Viêm Cung những người lớn kia, coi như là hai động chủ Vân Sư Đạo Nhân hiện nay bối cảnh, lợi hại như vậy, lại sao có thể đem vậy chính là một cái họ Trần không bắt được. Nói trắng ra, bất quá là hắn Hồng Sư Đạo Nhân không muốn làm như vậy, để tránh giỏ trúc rót nước một tràng không chung. Đến phía sau chính hắn cái gì cũng không vớt được. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, dẫu sao ai có thể kịp phản ứng vậy họ Trần đột nhiên cứ như vậy nhô ra. Còn như vậy lợi hại, liền Vân Long Sơn cũng dám chọc được lợi hại như vậy. Bất quá cái này cũng đúng lúc dễ dàng La Quyền kế hoạch kế tiếp. Người họ Trần không phải gắng gượng ngạo mạn sao? Tốt lắm, ta đây muốn xem, người đều như vậy đắc tội Vân Long Sơn, còn có thể ngạo mạn bao lâu? Thật ra thì, động chủ đại nhân, ta cảm thấy, chuyện này hẳn không ngươi nghĩ như vậy phiền toái cùng phức tạp. Rồi sau đó, liền gặp vậy La Quyền bụng chứa dao găm rè đặt mở miệng nói. Phải không, vậy ngươi cẩn thận nói một chút. Vậy Hồng Sư Đạo Nhân nghe vậy hơi biến sắc mặt, rồi sau đó hai tròng mắt liền híp lại, nói. Ta là cảm thấy, trước ở đó trong yến hội, vô luận là vậy Chu Long hoặc giả là Lạc Bàng, ăn bị thua thiệt lớn như vậy, mặt đều mất hết. Khẳng định hận không được đem vậy họ Trần xương nghiền thanh cho rắc. Dưới tình huống này, ta muốn vậy họ Trần cũng không đến nổi dám như vậy vô cùng gan dạ, còn dám tới đắc tội chúng ta Hồng Sư Động chứ. Vậy La Quyền chậm rãi híp mắt, nói. Ừ, nghe được cái này Hồng Sư Đạo Nhân cặp mắt kia lại lần nữa hung hăng rụt một cái, từ từ ngồi dậy, ngón tay ở cái ghế kia cầm trên tay mặt nặng nề gõ, nặng nề chậm chạp. Hồi lâu sau, mới gặp hắn nhìn về La Quyền mặt không cảm giác. Nói ý ngươi là, nói tiếp, ta ý nghĩa là, dứt khoát liền theo kế hoạch lúc trước, trực tiếp phái người đã qua hướng vậy Minh Thần Động thỉnh cầu lễ thọ cùng với vậy quạng mỏ. Hắn Minh Thần Động động chủ ở động chủ đại nhân ngươi tiệc mừng thọ lên như thế ồn ào, không bày tỏ một chút, sao được. La Quyền không chút do dự mượn cớ nói. Vậy hắn Trần Phi nếu là không đáp ứng thì sao? Hồng Sư Đạo Nhân hỏi ngược lại. Hắn nếu là không đáp ứng. Động chủ đại nhân ngươi nguyện ý cứ tính như vậy. Không muốn, vật thì dứt khoát trực tiếp cùng vậy Chu Long liên thủ, ta muốn hắn bây giờ khẳng định đang suy nghĩ phải như thế nào đem vậy họ Trần ngũ mã phân thây, xương nghiền thanh cho rắc đây. Động chủ đại nhân ngươi chỉ cần hơi bán ra như vậy một chút xíu ý hướng, hắn Chu Long khẳng định thì biết hiểu. La Quyền nói, chẳng qua,
cùng chúng ta cùng vậy Vân Long Sơn, cùng vậy Chu Long liên hiệp đem vậy Minh Thần Động tiêu diệt sau đó, lại tới mưu đồ cái này hầm mỏ công việc, đây nhất định thì biết đổi được đơn giản ung dung nhiều. Và vậy Chu Long liên thủ. Nghe vậy vậy Hồng Sư Đạo Nhân sắc mặt lập tức liền biến. Yên lặng hồi lâu sau, hắn mới hướng La Quyền lạnh lùng nhìn, nói, La Quyền, người có biết hay không người bây giờ đang nói cái gì? Chúng ta Hồng Sư Động là Tử Viêm Cung dưới quyền chi nhánh, người bây giờ nhưng muốn ta cùng Vân Long Sơn người liên thủ hợp tác. Động chủ đại nhân, có mấy lời tại sao phải ta nói như thế thấu triệt rõ ràng đâu. Ngài có thể đừng nói cho ta, người thật cũng chưa có cái gì khác tâm tư, cam nguyện chúng ta Hồng Sư Động vẫn là vậy Tử Viêm Cung phụ thuộc. Cảm nhận được Hồng Sư Đạo Nhân lạnh lùng ánh mắt, vậy La Quyền vậy không khẩn trương, vậy không tim đập rộn lên, chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói. Ừ, vậy Hồng Sư Đạo Nhân nghe vậy con ngươi lại rụt một cái, khí thế dần dần trở nên lạnh. Đi theo, bầu không khí liền như vậy trầm mặc xuống. Không một người nói chuyện. Động chủ đại nhân, có một lời, không biết ta làm không làm nói. Hồi lâu sau, vậy La Quyền gặp Hồng Sư Đạo Nhân không nói lời nào, tổng cứu vẫn là không nhịn được, mở miệng nói. Nói đi, Hồng Sư Đạo Nhân cũng không phải thật không muốn nói chuyện. Nghe vậy. Tự nhiên cũng chỉ theo sườn núi mà xuống. Mặc dù những năm này chúng ta Hồng Sư Động mượn Tử Viêm Cung uy danh, là uy phong một cái, nhưng vấn đề là, bọn họ vậy chân thực quá mức tham lam. Nghe được cái này, vậy Hồng Sư Đạo Nhân con ngươi lại mạnh nữa co giúp một cái. Chợt lau một cái lạnh lùng tinh mang, nhàn nhạt xuất hiện. Tuy nói La Quyền bây giờ nói càng ngoại hạng, càng nói càng vượt phạm kiêng kỵ, nhưng vấn đề là, có mấy lời hắn nhưng quả thật nói không sai. Cái này Tử Viêm Cung, là chân thực có chút quá mức tham lam. Thậm chí có chút thời gian, cũng thật là thật không cho bọn họ cái việc gì đường à. Thấy Hồng Sư Đạo Nhân như vậy phản ứng, vậy La Quyền vậy càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán, lại nữa hốt hoảng, càn rỡ to gan liền rất nhiều, tiếp tục nói, vô luận là chúng ta Hồng Sư Động, hay hoặc là những thứ khác 12 tòa động phủ. Mỗi 3 năm lại muốn nộp lên 70% tài nguyên cho bọn họ Tử Viêm Cung. Cùng những tài nguyên kia vừa lên giao nộp hoàn, chúng ta vẫn có thể còn lại cái gì? Cơ hồ cái gì cũng không thừa lại à? Thành tựu Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ một trong, là dựa vào quan hệ, tự nhiên hàng năm nộp lên tài nguyên, biếu phía trên, là tuyệt đối không chạy thoát được sự việc. Mà Tử Viêm Cung quy củ, đó chính là 3 năm một lần dâng cúng. Một lần nộp lên cái này trong 3 năm tất cả tài nguyên địa điểm sản xuất 70%, cùng với số lượng nhất định linh thạch. Liên quan Minh Thần Động, Hồng Sư Động cùng 13 tòa động phủ địa vực trong phạm vi, có nhiều ít tài nguyên sản xuất, hàng năm tài nguyên sản xuất tính có nhiều ít, sớm bị vậy Tử Viêm Cung lật được để hướng lên trời, lai lịch sờ được rõ ràng. Bọn họ liền làm giả chỗ trống cũng không có. Có thể 70% tài nguyên à, đây quả thực là hút máu. Cho nên đừng xem Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ những năm này đối bên ngoài, nhìn như tựa hồ rất uy phong, nhưng trên thực tế đâu, trong lòng bọn họ mặt đắng cũng chỉ có chính bọn họ biết. Trước kia rất sớm, bởi vì làm cho này cao ngạch dâng cúng, bọn họ 13 động phủ bây giờ âm thầm cũng đã là oán thanh tái đạo. Chôn xuống dị tâm hạt giống. Bọn họ ai cũng hiểu lòng nhau, cho nên La Quyền trước mới dám quang minh chánh đại hỏi ra nói như vậy. Hắn ma, ác như vậy. Nhất định chính là quỷ hút máu. Hắn không tin Hồng Sư Đạo Nhân có thể muốn được thông. Đàng hoàng bị bóc lột. Có thể cái này lại và cùng vậy Vân Long Sơn liên thủ, có quan hệ thế nào? Hồng Sư Đạo Nhân lạnh lùng nói. Cùng vậy Vân Long Sơn liên thủ, chúng ta tối thiểu mới có thể có 9 thành hy vọng đem vậy Minh Thần Động tiêu diệt, đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch cướp lại. Dẫu sao coi như chúng ta lại như thế bảo hổ lột ra, vậy Vân Long Sơn. Từ đầu đến cuối vẫn là phải kiêng kỵ Vân Long Sơn. Cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay dưới, chúng ta Hồng Sư Động có thể có được những cái kia Hắc Huyền đồng tinh, khiêm tốn thao quang dưỡng hối. Chỉ cần cho chúng ta thời gian, cho đủ ngươi động chủ đại nhân thời gian, coi như là Vân Long Sơn, coi như là Tử Viêm Cung, thì có thể làm gì? Vậy La Quyền rốt cuộc một hơi đem trong lòng lời muốn nói xong ăn mặc. Còn nhân tiện vỗ một cái Hồng Sư Đạo Nhân nịnh bợ. Bất quá, cái này thật ra thì cũng không coi là nịnh bợ, mà là sự thật. Bởi vì là Hồng Sư Đạo Nhân bản thể chính là vua vạn thú con hổ. Bản thân thì biết so cùng cấp yêu thú lợi hại, mà yêu thú lại phải so cùng cấp loài người yêu thú lợi hại hơn.
Như vậy này tiêu người dài trên, Hồng Sư đạo nhân sức chiến đấu thật ra thì vốn là không kém với một ít phổ thông luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu sĩ. Mà hắn bây giờ cảnh giới tu vi cũng chỉ có yêu thú cấp 2 hậu kỳ. Cho nên, nếu có thể cùng hắn Hồng Sư đạo nhân đột phá đến yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới, lại từ nơi nào đi lấy một kiện thượng phẩm pháp khí, đừng nói là Vân Long Sơn, coi như là Tử Viêm cung cũng không dám tùy tiện đối với bọn họ Hồng Sư động ra tay. Đến lúc đó, hết thảy vấn đề không phải nghênh nhận mà rõ ràng. Còn như ở đâu ra tài nguyên, ở đâu ra linh thạch đột phá đến yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới, lấy thượng phẩm pháp khí. Vậy còn không đơn giản. Chỉ cần vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới Hắc Huyền đồng tinh thật đã hình thành quy mô, đạt tới hoặc là tạo thành bỏ túi, vậy chớ nói là một kiện thượng phẩm pháp khí, chỉ sợ cũng coi như là 10 kiện, vậy khẳng định làm được. Cái loại đó cực phẩm vật liệu luyện khí giá trị, cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng nếu là vậy Tử Viêm cung biết ta cùng Vân Long Sơn liên thủ, nửa đường trực tiếp phái người tới tìm ta phiền toái, như vậy nên làm cái gì? Đối với La Quyền Định Hót, vậy Hồng Sư đạo nhân vui vẻ đón nhận. Bởi vì là chính hắn cũng có lòng tin như vậy, nếu là có thể đột phá thành là yêu thú cấp 2 cường giả đỉnh phong, lại làm tới một kiện thượng phẩm pháp khí, đến lúc đó, coi như là một vị phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, cũng không gặp được nguyện ý tùy tiện đối với hắn ra tay. Bởi vì là thời điểm đó hắn, đã có năng lực làm một vị phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại đều cảm giác được phiền toái, cảm giác được khó giải quyết. Có thể mặc dù lời là nói như vậy, nhưng hắn bây giờ dẫu sao còn chưa đi đến một bước kia, sợ hắn nếu là thật cùng Vân Long Sơn liên thủ, bị Tử Viêm cung biết, phái người đến tìm hắn phiền toái, liền sự việc không xong. Động chủ đại nhân, ta bây giờ nói bất quá là cùng vậy Chu Long liên thủ hợp tác mà thôi, ít nhất danh phận lên không phải ở đó Vân Long Sơn. Vậy Tử Viêm cung nếu là như thế cẩn thận mắt, quản như thế chiều rộng chuyện, hai động chủ bên kia, không phải vẫn có thể nói cho, có chút phân lượng sao? Nghe vậy, vậy La Quyền không chút do dự nói, hai động chủ bây giờ nhưng mà vậy thành U Lang, Nhan Chân phái, Nhan Chân thất tử chính giữa màn đêm đại nhân con trai thú cưỡi. Có câu nói thật tốt, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, vậy Tử Viêm cung coi như là lại bá đạo, chẳng lẽ còn dám không cho Nhan Chân thất tử trong đó màn đêm đại nhân con trai mặt mũi. Hai động chủ, Nhan Chân thất tử. Nghe vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân lớn mắt hổ chính giữa lúc này hiện ra lau một cái vẻ phức tạp, nhưng sau đó, vậy phức tạp cũng đã là bị nồng nặc ngạo nghễ thay thế. Nhan Chân phái, chính là vậy thành U Lang đứng sau thành U Lang phủ thành chủ siêu cấp thế lực lớn. Thậm chí so với kia Bùi gia sau lưng Bùi gia chủ nhà cũng còn lợi hại hơn. Mà bọn họ Hồng Sư động hai động chủ Vân Sư đạo nhân bây giờ sở dĩ không có ở bên trong động, chính là bởi vì là hắn đã bị vậy Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử trong màn đêm đại nhân nhi tử coi trọng, thu là thú cưỡi, bây giờ đang thành U Lang Nhan Chân phái chính giữa. Là công hiệu lực. Như vậy nhắc tới nói, vậy La Quyền quả thật nói không sai, nguyên lai hắn là đánh cái chủ ý này. Chính là một cái Tử Viêm cung, mặc dù ở bọn họ Hồng Sư động nhìn như, đích xác rất mạnh, có thể ở Nhan Chân phái vật khổng lồ như vậy trong mắt, nhưng cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Động chủ đại nhân, chúng ta bây giờ việc cần kíp, chính là muốn nhanh lên đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng động cho cướp lại. Chỉ cần chúng ta thủ đoạn khá nhanh, đem những cái kia Hắc Huyền đồng tinh nuốt xuống, đến cuối cùng coi như là sự việc đã bại lộ, xem ở ngài và hai động chủ mặt mũi, chẳng lẽ bọn họ còn có ai có thể làm cho chúng ta đem đến miệng thịt, ói ra sao? Vậy La Quyền gặp Hồng Sư đạo nhân lại yên lặng, bắt đầu nóng nảy đứng lên, tiếp tục khuyên, coi như vậy Tử Viêm cung đến phía sau biết. Muốn đến chia một chén canh, chỉ cần không đòi hỏi nhiều, chúng ta vậy không phải là không thể đủ nói một chút, bất quá, nếu là vậy Tử Viêm cung muốn đòi hỏi nhiều nói, chẳng qua chúng ta liền ngọc đá cùng vỡ, chia tay liền, đem cái này Hắc Huyền đồng tinh giao cho Nhan Chân phái. Ta nghĩ, nếu có thể đi theo Nhan Chân phái không lý tưởng, tổng so với kia Tử Viêm cung mạnh hơn nhiều chứ. Ít nhất vậy Nhan Chân phái chưa đến nỗi giống như Tử Viêm cung như vậy mất trí. Suốt ngày suy nghĩ như thế nào hút chúng ta máu. Nói đến đây vậy La Quyền rốt cuộc ngừng, bởi vì là hắn muốn nói đã hoàn toàn nói xong. Nguyên lai, đây mới là trong lòng của hắn dự định. Có thể đi theo Nhan Chân phái như vậy siêu cấp thế lực lớn không lý tưởng, đối với hắn mà nói, tổng so như bây giờ tốt quá nhiều, chẳng qua là ngại vì Hồng Sư đạo nhân thân phận, hắn mới lấy như vậy phương thức nói ra, làm người sau càng có thể đủ dễ dàng tiếp nhận cùng tiếp nhận một ít.
Vậy Hồng Sư đạo nhân nghe vậy trầm mặc rất lâu, lại lần nữa đứng dậy ở đó bên trong mật thất tới lui phiền não đi thong thả bước chân. Như vậy hồi lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt dần dần trầm xuống, trong mắt thấm ra lau một cái hung ác ánh sáng, lạnh lùng lẩm bẩm nói. Xem ra, hắn cũng đã làm ra quyết định gì đó cùng quyết tâm. Đúng vậy, đây chính là Hắc Huyền Đồng Tinh, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí, loại vật này coi như là không có thể tạo thành quy mô, cũng giá trị phi phàm, vô cùng quý trọng, huống chi bây giờ, nếu là vậy chôn sâu ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch ở giữa Hắc Huyền Đồng Tinh số lượng dự trữ đạt tới hoặc là đến gần bỏ túi quặng mỏ tầng thứ nói. Đây đối với hắn tầng thứ này tu sĩ mà nói, có thể biến hiện mà thành tài sản, nhất định chính là con số trên trời, hắn căn bản cũng không có biện pháp chống đỡ ở như vậy cám dỗ. Hơn nữa, bọn họ Hồng Sư Động bây giờ có được Nhan Chân Thất Tử trong màn đêm đại nhân con trai bối cảnh, vậy coi như là có chút sức cùng vậy Vân Long Sơn, cùng vậy Tử Viêm Cung làm ồn ào. Như vậy to lớn khủng bố bối cảnh, cho dù ước chừng chẳng qua là thú cưỡi, có thể ở bọn họ ưng giản hạp, lại có ai, thật dám khinh thường. Lại có ai, thật dám không cho mặt mũi. Sợ rằng không người chứ. Vân Long Sơn, Tử Viêm Cung, bọn họ cũng không được. Cái này Hắc Huyền Đồng Tinh, ta Hồng Sư Đạo Nhân muốn định, ha ha. Bữa nay, Hồng Sư Động sứ giả liền lại một lần nữa đã tới Minh Thần Động. Bất quá lần này tiếp gặp bọn họ cũng không phải Trần Phi, mà là Thiết Nhất Đẳng Tám Đại Thiết Vệ. Ngươi là thứ gì, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng có tư cách tiếp gặp ta La Quyền, nhanh lên cút, đem các ngươi vậy họ Trần Động chủ gọi tới, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mà ở thấy tình cảnh như thế, lại là Thiết Nhất Đẳng Tám Đại Thiết Vệ tiếp gặp mình, mà không phải là Trần Phi, vậy dẫn đội La Quyền lập tức không chút do dự nổi giận, cảm giác mình đã bị liền làm nhục, thân phận bị khiêu khích. Trực tiếp bùng nổ nói. Oanh, oanh, oanh. La trưởng lão, chúng ta động chủ đại nhân thân phận gì, ngày lo ngàn việc, nào có thời gian cùng ngươi ở nơi này mù ẩu tả. Ngươi tới hôm nay, nếu là có chuyện thì nói nhanh lên, nếu không liền lập tức mời ngươi từ chúng ta Minh Thần Động rời đi, nếu không, ha ha. Nhưng mà đối mặt La Quyền như vậy tùy ý phách lối cùng khiêu khích, Thiết một đám người phản ứng vậy chút nào không hàm hồ. Toàn đem mình tu vi hơi thở bùng nổ phóng thích ra ngoài, kết thành trận pháp, khí thế cuồn cuộn, đem vậy cái trước làm chủ, như vậy cảnh tượng dĩ nhiên là làm vậy người sau sắc mặt thốt nhiên biến sắc đứng lên, khó tin. Ngươi, các ngươi tám cái, lại có thể toàn bộ đều đột phá. Vậy La Quyền khó tin sắc mặt khó khăn xem nhìn chằm chằm Thiết Nhất Đẳng người, không nghĩ tới bọn họ toàn bộ đều đột phá. Hiển nhiên, đối với Thiết Nhất Đẳng người, La Quyền mặc dù không phải là rất quen thuộc, nhưng vậy tuyệt đối không xa lạ gì. Sớm ở cái này Minh Thần Động vẫn là vậy mà Vàng Thiềm Thứ Vương đang nắm quyền Kim Thiềm Động thời kỳ, cái này tám đại thiết vệ tám huynh đệ, cũng đã có không kém uy danh. Tám người đồng loại một thai, tâm thần tương thông, hơn nữa trận pháp phụ trợ lẫn nhau, coi như ước chừng chẳng qua là yêu thú cấp 2 sơ kỳ đỉnh cấp, có thể bọn họ sức chiến đấu, nhưng liền hắn bực này luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ cũng tùy tiện khó mà làm sao. Mà bây giờ, bọn họ tám cái lại có thể toàn bộ đều đột phá đến yêu thú cấp 2 trung kỳ, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là hắn La Quyền bây giờ, chỉ sợ cũng không phải bọn họ tám cái đối thủ chứ. Cái này, đáng chết. Tại sao cái này tám người mới có thể có như vậy chó hết vận? Bọn họ đến tột cùng là như thế nào làm được? Ở một cái chớp mắt này bây giờ, vậy La Quyền trong lòng tràn đầy ghen tị. Bất quá hắn cũng biết hôm nay là tới làm tránh sự mà. Rồi sau đó liền gặp đem vậy Hồng Sư đạo nhân chỉ thị, cười lạnh truyền đạt cho Thiết Một. Người sau lúc này biến sắc. Các người còn muốn Hắc Huyền mỏ đồng mạch, cái này không thể nào, không có thương lượng, chúng ta Minh Thần Động địa vực bên trong cũng chỉ có vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch còn hơi giống như chút dáng vẻ, có thể là chúng ta Minh Thần Động sáng tạo một ít thu vào, nếu như bị các người Hồng Sư động lấy đi, chúng ta sau này ăn cái gì? Lấy cái gì đi đổi lấy linh thạch tu luyện? Loại chuyện này mà cũng không cần nói nhảm, vậy Thiết Một không chút do dự liền bác bỏ. Làm trò đùa, bọn họ Minh Thần Động bây giờ có thể đã lúc này không giống ngày xưa. Nội tình tăng nhiều, há lại là vậy Hồng Sư Động, Hồng Sư đạo nhân muốn khi dễ liền khi dễ, muốn cướp đi quặng mỏ tài nguyên, liền cướp đi quặng mỏ tài nguyên. Không đáp ứng, ha ha, ngươi chắc chắn các người thật nghĩ xong. Ngươi có biết hay không các người vậy động chủ ở chúng ta động chủ đại nhân tiệc mừng thọ lên sông bao lớn hỏa?
không chỉ có phá hư chúng ta động chủ đại nhân tiệc mừng thọ, còn nghĩ Vân Long Sơn Lạc Bàng Lạc trưởng lão cùng với Chu Long Chu công tử cũng cho đắc tội chết. Không có chút nào chỗ trống quay về. Vậy La Quyền nói đến đây hung hăng cười lạnh một tiếng, nhìn Thiết Một, ngạo nghễ nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, hoặc là đi tìm các người vậy cái gì động chủ hỏi rõ. Là đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch thành tựu hắn phá hư chúng ta động chủ đại nhân thọ yến nhận lỗi, hay là đem chúng ta Hồng Sư động đẩy về phía Vân Long Sơn, và vậy Vân Long Sơn các người đối phó các người. Cái vấn đề này, người thật là phải thật tốt miễn cưỡng nghĩ rõ ràng, cơ hội, cũng chỉ có lần này. Ngươi nói gì? Nghe được cái này, Thiết Nhất Đẳng người chợt sắc mặt biến, có chút trắng bệch. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ lên chuyện gì xảy ra. Còn lấy là hết thảy cũng rất thuận lợi, không việc gì những thứ khác, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ bọn họ chủ nhân óc phá hư Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ. Còn nghĩ vậy Vân Long Sơn cho đắc tội chết. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha, xem ra mấy người các ngươi còn không biết. Gặp tình huống như vậy, vậy La Quyền cuối cùng là đã nhìn ra, nguyên lai Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ tựa hồ cũng không biết ngày đó sự việc. Liền đem ngày đó từ tất cả chuyện thêm dầu thêm mỡ nói ra. Sau khi nghe xong, vậy Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ trên mặt thần sắc rõ ràng lại trắng vậy không thiếu. Bởi vì là, tuy nói bọn họ thực lực bây giờ đã không tăng, nhưng vấn đề là vậy Vân Long Sơn, vẫn còn là giống như một tòa núi to vậy hung hăng đè ở bọn họ trên mình. Căn bản không cảm tưởng đắc tội cùng mạo phạm sự việc. Dẫu sao, vậy Vân Long Sơn nhưng mà có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả à? Cái gì khái niệm? Bây giờ các người biết chuyện nghiêm trọng và lợi hại. Cái này hầm mỏ các người rốt cuộc có thường hay không? Dứt khoát một chút, một câu nói. Nếu không nếu là các người không nắm được chú ý, có thể đi tìm các người sau lưng vậy họ Trần hỏi một chút. Thấy tình cảnh này, vậy La Quyền trên mặt thần sắc hơn nữa kiêu căng liền mấy phần. Giống như là cảm giác nắm trong tay ở hết thảy cục diện, một mặt ra lệnh, ta La Quyền đến muốn xem, hắn bây giờ đều đã như vậy đắc tội chết Vân Long Sơn, đắc tội chết Chu Long Chu công tử, chẳng lẽ hắn còn dám đồng thời sẽ cùng chúng ta Hồng Sư động làm khó dễ. Muốn đem chúng ta vậy kéo xuống nước. Thật lấy là hắn họ Trần có khả năng bao lớn. Ha ha, cười nhạo. Mà vào lúc này, vậy Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ rốt cuộc không dám lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bởi vì nếu là sự việc nếu thật muốn đối phương theo như lời, bọn họ chủ nhân Trần Phi đem Vân Long Sơn Lạc Bàng Lạc trưởng lão, cùng với Hắc Phong tử trưởng giáo đệ tử quan môn Chu Long cũng cho đắc tội chết, vậy bọn họ bây giờ đích xác không thể nào lại đồng thời đắc tội Hồng Sư động. Như vậy to lớn áp lực và kẻ địch. Bọn họ minh thần động, dựa vào bọn họ động chủ đại nhân một người, làm sao có thể chịu được. Thấy tình cảnh này, vậy La Quyền trên mặt vẻ ngạo nghễ càng tăng lên. Giống như là cảm giác vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch đã dê làm có thể được. Dù sao lấy Thiết Nhất Đẳng tám huynh đệ hiện nay thực lực, ở nơi này phá minh thần động trong, từ trước đến giờ chắc cũng là có rất trọng yếu tiếng nói quyền mới là. Chính là, một cái Hắc Huyền mỏ đồng mạch, bọn họ chắc có quyền lợi có thể xử lý. Rất hiển nhiên, hắn là nghĩ như vậy, nếu không, hắn lại làm sao có thể ở nơi này và Thiết Nhất Đẳng người phế nhiều lời như vậy. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, còn có khác một cái duyên cớ, vậy chính là không biết vì sao, hắn La Quyền trong lòng, tựa hồ cũng không muốn cùng Trần Phi mặt đối mặt tiếp xúc. Có lẽ, là bởi vì sợ đi. Dẫu sao tên này trước nhưng mà bị Trần Phi thiếu chút nữa mau đánh thành ngu đần. Trong lòng bóng mờ diện tích tương đương dày đặc. Ta. Vậy Thiết Một lâm vào lưỡng nan, diễn cảm ưu buồn. Tuy nói lấy hắn hiện nay quyền lực, quả thật có tư cách có ở đây không bẩm báo Trần Phi dưới tình huống, đem vậy Hắc Huyền đồng cho xử lý. Hơn nữa trên thực tế, bây giờ còn con này một cái Hắc Huyền mỏ đồng mạch, đối với bọn họ minh thần động, đối với bọn họ động chủ đại nhân luyện đan sư thân phận mà nói, thật ra thì cũng không coi vào đâu, có cũng được không có cũng được. Có thể điểm chính là... Cái này quặng mỏ nếu như hắn thật như vậy giao ra, lựa chọn cúi đầu, vậy đây không phải là ném bọn họ mặt của chủ nhân sao? Đây chính là vấn đề mặt mũi à? Đối với hắn mà nói, bây giờ vật này mới là mấu chốt nhất. Hắn làm sao dám làm Trần Phi không giải thích được mất thể diện? Làm sao? Các người không muốn, được à, rất tốt. Xem ra các người minh thần động bây giờ đổi một động chủ, lá gan lại càng đổi càng lớn.
ngay cả chúng ta Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn đều không coi vào đâu, tốt lắm, vậy đã như vậy, chúng ta đi trở về phục mệnh. Mấy người các ngươi, sau này cũng đừng hối hận à. Vậy La Quyền gặp Thiết Một đều như vậy, lại có thể không có thời gian đầu tiên nhả, không khỏi trong lòng một đoàn lửa xông lên, cảm giác đối phương không cho hắn mặt mũi, bị làm nhục, chợt con mắt lạnh lùng đùa cợt ánh sáng chớp mắt, tới chiêu lấy vào là lui. Hắn còn không tin, chỉ bằng đối phương mấy tên này, liền dám có tờ đơn làm ra khổng lồ như vậy quyết định. Dám đồng thời đắc tội bọn họ Hồng Sư Động, cùng Vân Long Sơn. Cùng, chờ một chút, quả nhiên, La Quyền lời này mới vừa nói ra, vậy Thiết Một sau lưng tám đại thiết vệ trong người nào đó liền sắc mặt biến, lối ra đem vậy đã bước ra bước chân La Quyền các người ngăn lại. Nghe vậy thấy vậy, vậy La Quyền ngạo nghễ vô cùng cười lạnh cười. Có lời nói mau, có dám mau bắn. Vậy nhận lỗi kết quả có thưởng hay không, vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch, kết quả có cho hay không. Rồi sau đó, liền gặp vậy La Quyền từ từ dừng bước lại, xoay người lại, trên cao nhìn xuống, một mặt thần sắc miệt thị, nhìn Thiết Nhất đẳng người, không nhịn được nói. Hắn ngược lại là rất tinh thông như vậy chiêu thức, hắn bây giờ càng chứa vượt ngạo mạn, vượt không có vấn đề, ngược lại khiến cho đối phương lại càng bắt đầu tim đập rộn lên. Tựa như cùng bây giờ, ha ha. Vậy thì, nghe được cái này, quả nhiên, vậy Thiết Một cái trong vậy hiển hiện ra vẻ do dự, sắp thỏa hiệp. Nhưng vào lúc này, một đạo dồn dập tiếng hò hét nhưng từ xa đến gần chợt quát vậy truyền tới. Lục Kinh, chờ một chút, chỉ gặp vậy Mông Nhất bóng người nhanh chóng xuất hiện, rồi sau đó không chút do dự nói, cái này Hắc Huyền mỏ đồng mạch không thể cho. Không có thương lượng. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp mắt thần lạnh lùng nhìn về sắc mặt có chút khẽ biến La Quyền, híp mắt, thái độ kiên quyết nói, La trưởng lão, nếu là ngươi tới hôm nay mục đích liền chỉ là vì cái này, vậy ta bây giờ có thể thái độ rất rõ ràng, thật nghiêm túc nói cho ngươi. Muốn Hắc Huyền mỏ đồng mạch, không có cửa đâu. Ngày hôm nay đừng nói là ngươi tới, coi như là Hồng Sư Động chủ tới, ta nói cũng là cũng giống vậy đặt ở nơi này, không có cửa đâu. Ngươi nói gì, vậy La Quyền sắc mặt bỗng nhiên ở giữa đổi một cái. Bất quá, làm hắn thấy sau đó đi theo Mông Nhất xuất hiện mà đến bóng người sau đó, con ngươi không khỏi rụt một cái, lập tức sắc mặt đổi được vô cùng âm trầm. Được, rất tốt, ngươi tốt nhất nhớ ngươi bây giờ nói lời nói này, ta trở về sau đó, sẽ nguyên nguyên bản bản, một chữ không kém bẩm báo cho chúng ta động chủ đại nhân nghe. Đến lúc đó, ha ha, các người cái này phá minh thần động sẽ chờ chịu đựng chúng ta Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn lửa giận đi. Nói xong, vậy La Quyền lại không chút do dự đi. Lần này là thật không chút do dự. Mông Nhất ngươi, hắn mới vừa nói có thể là thật, chủ nhân hắn thật đem Vân Long Sơn, Hồng Sư Động cũng đắc tội. Nếu là bọn họ liên hiệp chung một chỗ đến tìm chúng ta minh thần động phiền toái, chỉ bằng chủ nhân một người, làm sao có thể chống đỡ được. Vậy tám đại thiết vệ rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mông Nhất sẽ xuất hiện như thế nào đột nhiên, cũng không nghĩ tới tình huống lại sẽ như vậy khúc khuỷu, biến hóa nhiều thay đổi. Cùng bọn họ kịp phản ứng sau đó, vậy La Quyền lại thật đã mang người rời đi, đi xa. Thấy tình cảnh này, vậy tám đại thiết vệ trung tính cách có chút nóng nảy Thiết Ba không nhịn được nói. Lấy bọn họ bây giờ thực lực và thân phận, có thể so với Mông Nhất muốn lợi hại hơn. Nói chuyện tự nhiên cũng không giống như trước như vậy cố kỵ. Không sai, vậy Hồng Sư Động nếu là cùng Vân Long Sơn liên thủ Vân, Mông Nhất, người có phải hay không biết chút ít cái gì? Đây không phải là phụ trách Hắc Huyền mỏ đồng động bên kia khai thác kim trưởng lão sao? Ngươi làm sao tới, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Vậy Thiết Một cũng là có chút nhíu mày lo lắng nói. Bất quá sau đó, làm hắn chú ý tới đi theo Mông Nhất sau lưng mà đến người kia, sắc mặt, ánh mắt lập tức liền hơi đổi một cái. Bởi vì là thân ảnh kia không phải người khác, lại chính là trước bên trong động phái đi Hắc Huyền mỏ đồng động bên kia, phụ trách bên trong động Hắc Huyền đồng khai thác Kim Vạn Xuân trưởng lão. Đối phương sớm không trở lại, trễ không trở lại, hết lần này tới lần khác ở nơi này Hồng Sư Động ba lần bốn lượt hướng bọn họ thỉnh cầu Hắc Huyền mỏ đồng động thời điểm trở về, chẳng lẽ thật là có chút cái gì bọn họ không biết sự việc. Không sai, Lục Kinh, các vị, động chủ đại nhân hắn quả thật cùng Vân Long Sơn người xích mích. Cái này Hồng Sư Động vậy không sai biệt lắm, bất quá, ta trước còn đang hoài nghi tại sao cái này Hồng Sư Động nếu không phải là đánh chúng ta minh thần động Hắc Huyền đồng quặng mỏ chú ý, bây giờ mới biết, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Vậy Mông Nhất gật đầu một cái,
nói Kim trưởng lão, Lục Kinh bọn họ bây giờ cũng ở đây, động chủ đại nhân còn không có xuất quan, người trước hết và bọn họ đem người biết tình huống, nói một chút, giải thích một chút đi. Ừ, Lục Kinh đại nhân, tất cả vị đại nhân, mỏ đông bên kia, quả thật có chuyện lớn bằng trời xảy ra. Vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão gật đầu một cái, hướng Thiết Nhất Đẳng người thở một hơi thật dài, nói. Chuyện lớn bằng trời, nghe vậy, vậy tám đại thiết vệ tất cả không nhìn được nhìn nhau một cái, trong lòng cảm thấy chấn động một cái. Rồi sau đó liền gặp Thiết từng cái hai ngưng túc, nói mau đi, kết quả chuyện gì xảy ra. Lục Kinh đại nhân, tất cả vị đại nhân, bất quá, vốn là chuyện này hẳn là hướng động chủ đại nhân tự mình bẩm báo, hơn nữa không thích hợp hướng những người khác tiết lộ quá nhiều, bất quá, bởi vì là sự quan trọng đại. Động chủ đại nhân bây giờ vừa không có xuất quan, cho nên, ta hy vọng các người sau khi nghe đừng lấy là ta là nói đùa. Ta là nghiêm túc. Vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão mặc dù cũng chỉ có tầm thường luyện khí tầng 7 tu vi, nhưng lúc này đây, hắn đang đối mặt Mông Nhất, đang đối mặt Thiết Một, đang đối mặt tám đại thiết vệ lại cũng nói ra như vậy tiếng nói. Cái này trực tiếp là làm người sau cửa sắc mặt cuồng chấn. Ta biết, ngươi nói. Vậy tám đại thiết vệ một lần nữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hơn nữa ngưng túc nói. Trên mặt đổi được ngưng trọng tới cực điểm. Vậy Kim Vạn Xuân mặc dù thực lực vậy, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại dám như thế nói, rất hiển nhiên, chuyện này là thật có chút lợi hại cùng nghiêm trọng. Là như vậy, chuyện này cùng ta bên kia Hắc Huyền mỏ đồng mạch có liên quan. Vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão thở một hơi thật dài, nói. Và Hắc Huyền mỏ đồng mạch có quan hệ. Vậy Thiết Nhất Đẳng người nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, rồi sau đó không sắc mặt mình khẽ biến, thanh âm lạnh xuống, chẳng lẽ vậy Hồng Sư Động vẫn là làm ghi bàn thắng binh hai đường, tiên trảm hậu tấu cách. Trước đêm các người Hắc Huyền mỏ đồng mạch bên kia cho tấn công, cùng lúc đó, còn một bên phái người tới chỉ hoãn ở chúng ta. Không để cho chúng ta có phân tâm biết cơ hội. Không phải, Lục Kinh đại nhân ngươi hiểu lầm. Ngược lại không phải là vậy Hồng Sư Động dám như thế lá gan, mà là chúng ta ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu, phát hiện càng trọng đại bí mật. Vậy Kim Vạn Xuân liền vội vàng lắc đầu chối, rồi sau đó, rốt cục thì sắc mặt và giọng cũng trở nên có chút dồn dập. So với kia Hồng Sư Động phái binh tấn công các người, cũng nặng hơn lớn. Nghe vậy, vậy tám đại thiết vệ trong con ngươi ngưng nhiên cùng chấn động vẻ lộ vẻ được sâu hơn. Không lại đánh đoạn vậy Kim Vạn Xuân mà nói, yên tĩnh chờ hắn nói. Không sai, nghe vậy thấy vậy, vậy Kim Vạn Xuân hung hăng gật đầu một cái, hô hấp dồn dập, nói cũng không biết là vận khí vẫn là tai nạn. Vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong lại có thể cất giấu chúng ta khó có thể tưởng tượng bí mật kinh thiên. Ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu, chúng ta trước lại có thể phát hiện Hắc Huyền đồng tinh tung tích. Ngươi nói gì, Hắc Huyền đồng tinh, nghe được cái này. Vậy Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ thanh âm ít nhất ngay tức thì tăng cao mấy cái tám độ. Hắc Huyền đồng tinh. Vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong, lại có thể chôn giấu Hắc Huyền đồng tinh. Nghĩ đến đây, bọn họ tám trên mặt người thần sắc ngay tức thì thay đổi. Đổi được kinh dị, chấn động vô cùng. Phải biết, đây chính là Hắc Huyền đồng tinh à, giá trị liên thành, cũng không phải là đùa giỡn. Không sai, ban đầu liền chính ta cũng không tin, Hắc Huyền đồng tinh à. Đó là bực nào cấp bậc giá trị liên thành trọng bảo. Nhưng sau đó, làm ta phát hiện khác thường, liền đêm dẫn người tỉ mỉ dò xét một lần vậy Hắc Huyền mỏ đồng động chỗ sâu sau đó, Lục Kinh đại nhân, tất cả vị đại nhân cửa, người có biết chúng ta lại phát hiện cái gì? Vậy Kim Vạn Xuân một mặt cảm giác mình đang nằm mơ dáng vẻ, lẩm bẩm đờ đẫn nói. Lại phát hiện cái gì? Vậy Thiết Nhất Đẳng người truy hỏi. Chẳng lẽ phát hiện Hắc Huyền đồng tinh còn chưa đủ, phía sau càng kinh khủng hơn nữa và kinh người bảo bối sao? Điều này sao có thể à? Ta phát hiện, vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu Hắc Huyền đồng tinh lại có thể không phải lẻ tẻ mấy giờ, mà là đã hình thành quy mô. Ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu, ngoài mặt, là bị một tầng Hắc Huyền đồng che lại, có thể ở đó chỗ sâu, ở đó Hắc Huyền đồng phía dưới, ít nhất còn có một tầng bỏ túi quặng mỏ cấp bậc Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, chôn giấu ở trong đó. Vậy Kim Vạn Xuân liếm môi nói. Cái gì, đã hình thành quy mô, nhỏ, bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Nghe vậy liền chuyện kia trước cũng không có hiểu rõ ràng tình huống Mông Nhất cũng không nhịn được ngay tức thì sửng sốt một cái, rồi sau đó bỗng nhiên sắc mặt cuồng chấn khiếp sợ lên tiếng.
trách không được ngươi mới vừa rồi liền ta cũng thiếu chút nữa không muốn nói. Lẩm bẩm nhỏ, bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch à. Không nghĩ tới vậy phá trong hầm mỏ mặt lại có thể cất giấu bảo tàng như vậy, đơn giản là giá trị liên thành à. Sau khi khiếp sợ, vậy mông nhất trên mặt thần sắc vẫn là một mặt đờ đẫn. Không có biện pháp, hắc huyền đồng tinh quáng mạch đó là cái gì khái niệm? Coi như là bỏ túi quy mô, vậy tuyệt đối có tư cách làm trúc cơ chân nhân cường giả cũng động tâm, dẫu sao, đây chính là có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí cực phẩm vật liệu luyện khí, hắn giá trị chi đắt tiền, còn biết dùng nói. Quản không được vậy hồng sư động ba lần bốn lượt, ý tưởng nghĩ cách đều muốn từ ta minh thần động trong tay khiêu đi vậy hắc huyền mỏ đồng mạch, trước ta còn có chút buồn bực, cái này có phải hay không có chút quá kỳ quái, không nghĩ tới bây giờ, lại có thể sẽ là có chuyện như vậy à. Vậy thiết vừa hiện vào lúc này, vậy rốt cục thì biết rõ, đến tột cùng là xảy ra là chuyện gì, cùng tình trạng. Rồi sau đó, liền gặp hắn không chút do dự nghiêm sắc mặt, nói kim trưởng lão, mấy ngày nay ngươi liền lưu lại ở động này bên trong, kia vậy đừng đi, đến khi động chủ đại nhân hắn một khi xuất quan, liền lập tức cùng ta đi gặp hắn. Còn có mông nhất ngươi bây giờ lập tức liền dẫn người chạy tới hắc huyền mỏ đồng động bên kia, đem phong tỏa ở. Đi đừng để cho hồng sư động những cái kia lòng muông dạ thú người có cơ hội hưng phong làm loạn. Chó cùng đường quay lại cắn. Vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão không chút do dự gật đầu một cái, nói. Phải, ta bây giờ lập tức đi ngay chọn người, mang một đội bên trong động nồng cốt đội ngũ đã qua, bất quá, nếu là vậy hồng sư động cùng vậy Vân Long Sơn cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau đánh chúng ta minh thần động cái này hắc huyền đồng tinh quặng mỏ chú ý, nên làm cái gì? Vậy mông nhất nghe vậy cũng là lập tức gật đầu, bất quá ở chỗ này sau đó, hắn nhưng vẫn là có chút lo lắng nói. Bởi vì là lấy hắn hiện nay thực lực, chính là có trung phẩm pháp khí nơi tay, vậy vẫn là không đỡ được vậy hồng sư động, nhất là Vân Long Sơn phái tới cao thủ à. Đây chính là cái mấu chốt vấn đề lớn. Hẳn sẽ không, bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch đó là bực nào khái niệm, sợ rằng vậy hồng sư động là muốn nuốt một mình, nếu không. Hắn không cần phải như vậy âm thầm phái người tới thỉnh cầu. Bất quá, đến khi chuyện này chủ nhân biết sau đó, chúng ta tám huynh đệ cũng biết hết sức mau đi tới, đến lúc đó, tin tưởng chủ nhân sẽ có thích hợp xử lý phương pháp đi. Vậy thiết vừa nghe nói lắc đầu một cái, lại nói. Chủ nhân, nghe vậy vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão, không phản ứng kịp thiết một hớp ở giữa chủ nhân, kết quả là ý gì, người nào? Lục Kinh đại nhân bọn họ. Không phải bọn họ minh thần động trọng yếu cao tầng kiện tướng sao? Nhưng bây giờ, tại sao còn biết miệng hô những người khác là chủ nhân? Lục Kinh bọn họ trong miệng chủ nhân, chính là chúng ta minh thần động mới nhậm chức động chủ đại nhân. Gặp Kim Vạn Xuân không phản ứng kịp, còn dùng nghi vấn giọng hỏi ra miệng, vậy mông nhất trực tiếp là dùng ánh mắt trợn mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói. À, là động chủ đại nhân hắn. Nha, nguyên lai là như vậy. Vậy Kim Vạn Xuân trưởng lão nghe vậy cái này mới phản ứng được, một mặt đờ đẫn cùng giật mình, này này nửa ngày sau đó, nhìn về thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ ánh mắt mới tràn đầy khác thường cùng phức tạp. Dẫu sao coi như là động chủ đại nhân, có thể muốn thành là hắn nô bộc, loại chuyện này mà vẫn là có đủ làm người ta rung động và giật mình chứ. Rốt cuộc là đáng giá không? Bất quá lần này thiết một bọn họ mấy cái lại không có để ý sẽ vậy Kim Vạn Xuân trên mặt rung động. Mà là làm hết thảy đều không phát sinh, cái gì, vậy cũng không có nghe gặp. Rồi sau đó liền gặp hắn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, cứ dựa theo ta mới vừa nói làm chứ. Mông nhất, người lúc nào lên đường? Bây giờ, góp đủ người lập tức liền có thể. Nghe được thiết ban đầu nói tránh sự mà, vậy mông nhất cũng là không chút do dự sắc mặt nghiêm túc, nói. Tốt lắm, vậy hãy mau chia nhau hành động đi, chuyện này sự quan trọng đại, không thể ra không may. Kim trưởng lão, người cùng mấy người chúng ta tới. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã vào vậy Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình lão nhân ở đó giải độc trong mật thất nán lại hai ngày nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.